chương 2036, thất sát huyết sát cùng hắc cốt ma trùng. Huyết nha thành chủ thần sắc kinh nộ, người run rẩy không thôi, muốn né tránh đạo kim quang kia, nhưng thần niệm bị luồng ngân sắc lốc xoáy xé nát, động tác so với bình thường chậm đi vài phần. Đương một tiếng giòn vang, kim quang chảm vào cổ huyết nha thành chủ một chạm, đột nhiên một đoàn huyết quang bùng ra, thế mà lại dễ dàng bắn ra ngoài. Mà ở trong huyết quang mơ hồ một ngọc bài đỏ tươi như máu, lúc sáng lúc tối co giãn không ngừng huyết nha thành chủ vậy mà lại có được một kiện đỉnh dai ma khí có thể tự động hộ chủ, tại thời điểm mấu chốt đỡ một trảm chí mệnh của đạo Kim Quang. Nhưng cho dù như vậy, huyết nha thành chủ toàn thân cũng toát mồ hôi lạnh, hét lớn một tiếng, quanh thân xuất hiện một đạo huyết phong mờ mờ, thần niệm lập tức mạnh mẽ quay về, đồng thời thân hình chớp lên đột nhiên biến mất, lại thấy xuất hiện phía trên một khối cự thạch khác ở cách xa vài chục trường. Đạo Kim Quang phát một tiếng tiêm minh, chớp lên một cái liền đuổi theo mục tiêu. Lúc này, huyết nha thành chủ đã bình tĩnh trở lại, liền không do dự há mồm, phun ra một đầu quỷ đen nhánh, miệng phun tia máu cùng kim quang chống đỡ. Đúng lúc này, bên kia lại truyền đến một tiếng nổ. Dương lão nhị bị quỷ chảo đánh một nhát, lập tức lảo đảo như sắp ngã, tuy thế nhưng lão lại có dị bảo hộ thân, một tầng ngân quang hiện lên sau, rồi lập tức hóa thành bảy tám đạo hư ảnh hướng ra bốn phía bỏ chạy, cuối cùng cũng tránh được quỷ thủ đánh lén. Một tiếng gì khẽ truyền ra, tại chỗ Dương lão nhị đứng, chợt xuất hiện dao động chập chờn, liền có bảy tám đạo hắc mang giống như giỏi bám xương phá không mà ra đuổi sắt ngay sau mấy đạo hư ảnh kia sau đó một đoàn hắc khí cuồn cuộn hiện lên bên trong chợt thấy một bóng người mặc đạo bào đang chậm rãi thu tay lại bóng người đó khuôn mặt tái nhợt nhìn kỹ lại thấy tướng mạo giống hệt như huyết nha thành chủ chẳng khác nào một đôi huynh đệ song sinh một tiếng nổ vang mấy hư ảnh đang chạy trối chết của trung niên nam tử đa số đều bị hắc mang thoáng cái xuyên thủng vỡ tan tán loạn chỉ có một cái hư ảnh bỗng nhiên phun ra phía sau một đoàn lục quang, đồng quy vô tận với đoàn hắc quang đang đuổi sát sau lưng. Đoạn, hư ảnh mờ mờ chợt lẽ, vững vàng đứng ở tại chỗ, liền sau đó trở nên rõ ràng như lúc ban đầu, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía bóng người trong hắc khí, nói từng chữ. Thân ngoại hóa thân, ta vẫn thắc mắc mấy năm nay bình đạo hữu tu vi vì sao lại không thấy tăng trưởng, hóa ra là đang toàn tâm toàn ý tế luyện cái hóa thân này. Nếu không có hậu thủ như vậy, người cho rằng bổn tỏa sẽ theo ngươi đến đây à? chuyện tới nước này, người cũng nên gọi viện thủ đang ẩn nấp xuất hiện cả đi. Khắp linh bí tàng, người và ta, nhất định chỉ có một người có thể đến được, đâu có thể chia đều. Huyết nha thành chủ chăm chú nhìn kia đạo kim quang, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói. Hừ, việc đã đến nước này, ta cũng không có gì để nói. Kim huynh, người hiện thân đi, dù cho hắn có đệ nhị hóa thân, nhưng so với bản thể, tu vi vẫn là kém hơn một bậc, huynh và ta liên thủ vẫn là có hy vọng đạt được mong muốn bấy lâu. Dương lão nhị trong mắt hung quang chợt lóe, không chút che giấu nói. Sớm biết rằng khắp linh bí tàng không dễ dàng đắc thủ như vậy, dù sao bình đạo hữu là người năm đó đã không thèm coi lôi hải thất sát cùng thiên phòng sơn ra gì, lại có thể trộm đi thánh chuyên. Đạo kim quang kia bay lên không chung, rồi sau đó chuyển ra một tiếng thở dài. Tiếp theo kim quang chợt lóe, một gã hán tử xấu xí, thân hình cao lớn, để chân trần hiện ra trên không chung. Hán tử này hai tay chống không, nhưng sau lưng lại có một cái kim sắc hồ lô cao khoảng nửa người đồng thời đưa ánh mắt nhìn nơi huyết nha thành chủ đang đứng kim hồ ma tôn huyết nha thành chủ vừa thấy rõ hán tử có khuôn mặt xấu xí cùng chiếc cửa đại hồ lô sau lưng sắc mặt khẽ biến liền thốt lên lai lịch đối phương không nghĩ tới tại hạ tài hèn sức mọn mà cũng được đạo hiếu biết tới kim mỗ đối với uy danh bình đạo hiếu chính là sớm đã nghe nói hôm nay có thể giao thủ vài chiêu cũng coi như đạt được sở nguyện bấy lâu kim hồ ma tôn mỉm cười hơi khẽ chắp tay nói. Vị ma tôn này nhìn xấu xí thô lỗ, tuy nhiên lời nói cử chỉ lại nhã nhận văn hoa, trong hoàn cảnh này lại không chút thái độ thù địch, bộ dáng thế ngoại cao nhân. Cũng tốt, hôm nay chỉ cần diệt sát hai người các ngươi, cái khắp linh bí tàng này cũng coi như là vật trong tay ta. Không uổng công ta vì ngày hôm nay, từ mấy trăm năm trước đã bắt đầu tận lực chủ tính một phen. Huyết nha thành chủ liếc mắt nhìn dương lão nhị cùng kim hồ ma tôn một cái, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng cười quái dị. Ngươi nói lời này là có ý gì? Dương lão nhị nghe vậy ngẩn ra, trong lòng dâng cao cảnh giác. Xấu xí hán tử nghe xong, trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc. Huyết nha thành chủ chỉ cười lạnh mà không hề nói gì, nhưng hai bàn tay lại đồng thời vỗ hai bên hông. Bốp bốp hai tiếng, hai túi ra một đỏ một đen đồng thời bay ra, lượn vòng một cái. Sau khi đảo ngược xuống, một đoàn huyết quang cùng một cỗ hắc trùng vân nhất thời ùn ùn mà ra. Huyết quang nhìn như thông thường, nhưng căn cứ vào huyết sắc nhan sắc dày đặc trình độ bất đồng thế nhưng mơ hồ chia làm bảy tầng đồng phát ra ong ong quái minh tiếng động mà trong trùng vân những ma trùng kia thân hình lớn khoảng ngón cái chẳng những toàn thân đen như mực bạch sắc hoa văn chiếm cứ hơn phân nửa lưng mơ hồ tạo thành hình dạng khô lâu thoạt nhìn vô cùng quỷ dị không tốt là thất sát huyết sát hắc cốt ma trùng dương đạo hiếu chúng ta mau thối lui nguyên bản kim hồ thượng nhân thần sắc đang chấn định vừa thấy rõ nơi xa kia là hắc trùng vân nhất thời thất sắc quát to một tiếng lập tức tay vỗ ra đằng sau kim sắc hổ lô sau lưng trong nháy mắt đằng không bay lên hóa thành một mảnh kim quang đem hắn bao bọc trong đó vang lên một tiếng rít gào rút lui về phía sau nhanh như tên bắn bên cạnh dương lão nhị thấy huyết quang cùng hắc trùng vân cũng đồng dạng trong lòng trầm xuống biết chính mình lần này tính sai có phần quá coi thường vị huyết nha thành chủ này lúc này không nói được một lời tay áo run lên một cỗ lục diếm từ dưới chân vọt lên cao cuồn cuộn trào ra đồng dạng vây quanh hắn, lập tức độn tốc bắn nhanh đi cùng hướng với Kim Hồ Thượng Nhân. Hai người này đối với huyết quang cùng hắc trùng vân thế nhưng lại sợ hãi cực kỳ, không cần suy nghĩ mà lập tức chạy chối chết. Bây giờ mới nghĩ đến muốn chạy, không biết là đã có chút muộn rồi hay sao. Lão Phu ở lại cái huyết nha thành nhiều năm như vậy, mới tế luyện ra hai cái thủ đoạn này, đang muốn để nhị vị đạo hữu xem qua một chút. Huyết nha thành chủ cuồng tiếu một tiếng nói, hai tay bắt quyết niệm chú thúc dục, huyết quang cùng trùng vân tỏa ra cuồn cuộn đuổi theo, độn tốc dường như so với tốc độ đào tẩu của nhị ma còn nhanh hơn một phần. Dương lão nhị cùng kim hồ ma tôn tự nhiên cũng phát hiện điểm này, lại càng hoảng sợ, miệng phun một ngụm máu vào độn quang, liền đó tốc độ độn quang đại tăng. Huyết nha thành chủ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, cùng hóa thân đồng thời nhoáng lên hóa thành một đạo ánh sáng xám mở bắn nhanh đi, chấp lên mấy cái, liền đi sau mà đến trước, đồng thời nhập vào bên trong đoàn thất sát huyết sát. Tiếp theo, thân hình hai người mờ dần, tầng tầng huyết nhạt và quang hà phát ra quanh thân, rồi cả người chìm trong quang hà, hòa tan mất một loại. Nguyên bản thất sát huyết sát đã độn tốc cực nhanh, sau một phen chấn động, vang lên mấy tiếng ầm ầm, tốc độ thoáng cái lại tăng lên bội phần, chỉ vài cái chớp lóe, bỗng chốc vượt lên trước hai người bỏ chạy trối chết, đoạn ngoặt lại một cái ngăn ở trước mặt. Huyết quang phân ra, huyết nha thành chủ cùng hóa thân của hắn hai bóng người liền mơ hồ hiện rõ, hướng hai người giữ tận cười. Trong độn quang, Dương lão nhị thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, độn quang lập tức dừng lại, vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau cuồn cuộn trùng vân cũng đã tới gần chỗ hai người, vừa lúc cùng thất sát huyết sát một trước một sau đem bọn họ vây lại ở giữa. Dương lão nhị cùng kim hồ ma tôn liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi thêm vài phần. Tốt, xem như ngươi lợi hại, chỉ cần buông tha chúng ta hai người rời đi, khối thánh chuyên cuối cùng này, chúng ta liền giao cho ngươi. Dương lão nhị cũng coi như là người quyết đoán dị thường, tâm niệm vừa chuyển, vội vàng hét lớn một tiếng, hướng huyết nha thành chủ nói. Hảo, người đem thánh truyền lấy ra, để ta kiểm tra thật giả một chút, ta sẽ để các ngươi một con đường sống. Huyết nha thành chủ không chút do dự, gật đầu đáp ứng ngay. Lúc này, đằng sau ảo tới trùng vân, quay cuồng một hồi, cùng huyết sát phía trước tạo thành một cái cự đại viên hoàn, đem dương lão nhị cùng kim hồ ma tôn gắt gao vây ở giữa. Huyết nha thành chủ đáp ứng nhanh gọn như thế, ngược lại khiến dương lão nhị sửng sốt, có phần trần chờ trước khi đem thánh chuyên đưa ra, đạo hữu nên phát thể tâm ma đã, lại cho chúng ta ký hạ huyết khế do huyết tổ đại nhân tự mình luyện chế mới có thể. Ánh mắt dương lão khẽ chấp lên vài phần vui màng, có chút cân nhắc nói. Có thể, nhưng trước đó, ta cũng muốn kiểm tra trước một chút xem các người có thực hay không mang theo trong người khối thánh chuyên, nếu không ta thả rằng diệt sát các ngươi rồi dùng siêu hồn chi pháp tìm kiếm nơi cất giấu thánh chuyên. Huyết nha thành chủ nhàn nhạt nói, Kim Huynh, người thấy, Dương lão nhị nghe vậy, sắc mặt một trận âm tình bất định cũng quay đầu hỏi đồng bạn một tiếng ân đem thánh chuyên đưa cho bình đạo hữu nhìn một cái cũng được nhưng nếu như đạo hữu dám khu động huyết sát cùng trùng vân công kích ta lập tức sẽ đem cái thánh chuyên hủy đi hán tử xấu xí hai mắt nhíu lại lạnh lùng trả lời vị kim hồ ma tôn này thật ra đã nhìn thấy nhược điểm đối phương hiển nhiên cũng là một người tâm tư tinh tế thận trọng kim huynh nói như vậy cũng có lý ta bây giờ đem thánh chuyên chân chính đưa bình huynh nhìn một cái Thế nhưng bình đạo hữu cũng như lúc trước, chỉ có thể dùng bí thuật từ xa xem xét mới được. Dương lão nhị mắt đảo qua vài lần, liền vui vẻ đồng ý, cũng hướng huyết nha thành chủ lớn tiếng nói. Cái này tự nhiên, chỉ cần thánh chuyên là thật, bổn tỏa tại đây phát ra tâm ma chi thể cùng ký hạ huyết khế với hai ngươi. Huyết nha thành chủ trên mặt không chút biểu tình trả lời. Dương lão nhị gật gật đầu, lúc này miệng hé ra, phun ra một đoàn hắc khí mà đến. Trong hắc khí mơ hồ có một vật đón gió mà lớn lên, liền hóa thành một cái hộp gỗ màu lục dài nửa thước. Dương lão nhị tay vỗ vào hạp một cái, nắp đậy bay lên, từ bên trong thoáng cái bay ra một khối tinh chuyên cùng giống hệt với khối lần trước. Đây là khối thánh chuyên thứ tư, bình đạo hữu nếu muốn mà nói. Dương lão nhị khóe miệng nhếch lên, hướng nơi xa huyết nha thành chủ còn muốn nói cái gì đó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trước người hắn, hư không nứt ra một đường, một bàn tay màu vàng không chút do so dự thò ra, lại chụp lấy kia khối tinh chuyên vừa mới bay ra kia không tốt, muốn chết, thấy cảnh này, gần trong gang tắc dương lão nhị cùng kim hồ ma tôn liền ngẩn ngơ, nhất thời cực kỳ kinh sợ, đồng thời ra tay. Dương lão nhị há mồm, vài khỏa quỷ đầu đen nhánh cười quái dị bay thẳng đến bàn tay màu vàng mà cắn. Mà kim hồ ma tôn, sắc mặt âm trầm phất tay áo, tức thì một đạo kiếm quang trói mắt dài hơn 10 trượng chợt lóe lên, hướng mảng hư không phía trước chảm ra một chảm, ý đồ muốn đem chủ nhân bàn tay đang ẩn thân trong hư không chém ra. Trường 2037, Đoạt Phật một tiếng cười khẽ truyền đến, bàn tay màu vàng cầm lấy thánh chuyên chỉ là nhoáng một cái, cùng lúc đó hóa lớn thành hơn một trượng, năm ngón tay nắm chặt phía dưới, một đoàn linh quang chói mắt bộc phát ra, từng vòng sóng khí như cơn lốc hướng bốn phía cuồn cuộn tỏa ra. Kể cả hắc sắc quỷ đầu hay là đạo kiếm quang đang hùng hổ tiến tới đều bị làn sóng màu vàng kia đánh lui lại phía sau, không tự chủ được mà lảo đảo. Điều khiển những bảo vật này là Dương lão nhị cùng Kim Hồ thượng nhân lập tức kinh hãi thất sắc, vội vàng thúc dục pháp quyết muốn triệu hồi bảo vật nhưng là làn sóng kim sắc kia ẩn chứa linh áp vượt quá tưởng tượng của hai người, cứ thế mà chặt đứt liên hệ giữa bọn họ cùng bảo vật, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay màu vàng khổng lồ kia nhẹ nhàng vẫy một cái, kích phát hơn 10 đạo quyền ảnh màu vàng phá không bắn ra, lập tức đánh lên hắc sắc quỷ đầu cùng đạo kiếm quang. Ầm ầm mấy tiếng nổ, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn tâm thần chấn động, không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước, đều phun ra một ngụm máu tươi, Hắc sắc quỷ đầu cùng kiếm quang lại bị quyền ảnh nhìn như bình thường kia đánh một kích mà tổn hại, cắt đứt liên hệ làm cho thần niệm hai ma đầu kia đại thương. Cũng may cả hắc sắc quỷ đầu hay kiếm quang đều không phải là hai bổn mạng pháp bảo, vì vậy mà tu vi hai người chỉ tổn thương một chút. Nhưng cứ như vậy, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn cũng hoảng sợ cực kỳ, thân hình nhanh chóng rút lui nhìn chằm chằm vào bàn tay màu vàng khổng lồ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần huyết nha thành chủ cũng đồng dạng giật mình với dị biến trước mắt, nhưng cũng không hiện ra mặt ỉ vào việc nơi đây đã sớm bị thất sát huyết sát cùng hắc cốt ma trùng vây quanh, cho nên cũng không quá lo lắng, chỉ lạnh lùng đứng trong huyết quang nhìn chăm chú hết thảy. Lúc này, bàn tay màu vàng khổng lồ thu lại, hào quang tiêu tán vào hư không, mà ở chỗ cũng lại hiện ra một thanh niên vận trường bào màu xanh. Thanh niên khuôn mặt bình thường, một tay cầm lấy cái kia khối thánh chuyên, sắc mặt bình tĩnh lạ thường. Các hạ là ai, vì sao cướp đồ vật của chúng ta? Dương lão nhị chầm chầm vào thanh niên, chậm rãi mà hỏi, vẻ mặt ngưng trọng thấy một phất tay vừa rồi hắn tự nhiên ý thức được người trước mắt đáng sợ dị thường mới miễn cưỡng kiềm chế tức giận trong lòng đạo hiếu cũng định giao ra vật ấy rồi ta lấy đi thì có gì không được đúng rồi đạo hiếu trong tay hình như còn có ba khối cũng lấy hết ra đi hàn lập quét mắt nhìn dương lão nhị nói nhẹ một câu rồi ánh mắt chuyển động rơi trên người huyết nha thành chủ các hạ đúng là lớn gan không những ở trước mặt bổn tỏa cướp đi thánh chuyên lại còn dám trực tiếp đòi vật trên người lão phu xem ra vừa rồi chúng ta nói chuyện người nghe được toàn bộ rồi mặt khác thánh chuyên ở ngay trên người bổn thành người nếu lấy được thì cứ tới lấy huyết nha thành chủ cẩn thận đánh giá hàn lập liền nhận ra chính mình cũng không cách nào xem được tu vi đối phương nông sâu ra sao dùng mình một cái nhưng ngoài mặt không chút nào yếu thế nói huyết nha thành chủ tự cảm thấy có thất sát huyết sát cùng hắc cốt ma trùng tương trợ dù cho hậu kỳ ma tôn ở trước mặt hắn cũng phải tránh lui ba thước tự nhiên sẽ không quá sợ hãi người xa lạ trước mắt tốt đã đạo hữu nói như thế, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh, Hàn Lập nghe xong lời này, ngáp một cái, thân hình vừa động, liền bước nhanh về hướng huyết nha thành chủ. Một bước này nhìn như bình thường, nhưng thân hình Hàn Lập thoáng cái đã quỷ dị đi được hơn 10 trượng, bỗng nhiên xuất hiện ở cách huyết nha thành chủ vài trượng. Huyết nha thành chủ cả kinh, không kịp nghĩ nhiều hai tay áo vung mạnh, lập tức bốn phía huyết quang thoáng cái đã bùng lên vài chục trượng cuốn tới phía trước, dường như muốn đem Hàn Lập bao phủ vào trong. Mà chính hắn sau đó lại lui ra sau vài trượng, cùng một thời gian, hóa thân vận áo bảo đen trong huyết quang mở đi, lập tức biến mất không chút dấu vết. Chỉ là sát khí tầm thường, cũng muốn làm tổn thương ta. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, sau lưng kim quang bùng lên mạnh mẽ huyên hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng. Pháp tướng cao hơn 10 trượng, ba gương mặt giống hệt Hàn Lập sáu mắt cũng trợn lên, sáu cánh tay đồng thời vung lên, lập tức hiện ra sáu đoàn kim quang trong lòng bàn tay, sau đó bay ra phía dưới hợp nhất thành một thể trước người pháp tướng, ngưng tụ thành một lốc xoáy màu vàng lớn gần một trường. Một tiếng nổ vang, lốc xoáy bên trong vô số phù văn màu vàng phất phới bay ra, một cổ lực lượng không thể ngăn cản tuôn ra ảo ảo, cuốn về bốn phương tám hướng. Một màn kinh người xuất hiện, cái huyết quang phát ra mùi tanh nồng đậm kia, vừa mới tới gần hàn lập liền bị lốc xoáy màu vàng hòa tan, chỉ trong vòng mấy nhịp thở, huyết quang vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ, bỗng ít đi khá nhiều. Không có khả năng, Huyết nha thành chủ mặt sắc đại biến nghẹn ngào thốt lên, nhưng lập tức hai tay nhanh chóng thúc dục pháp quyết. Vốn là huyết quang đang bị lốc xoáy màu vàng hòa tan, đột nhiên rung lên bộc phát ra một cổ lực lượng không kém muốn cưỡng ép giấy dụa ra khỏi hấp lực để chạy trốn. Hàn lập gặp tình hình này, thần sắc hơi động một chút, trong dây lát pháp lực trong cơ thể tăng mạnh. Lốc xoáy màu vàng lập tức phát ra tiếng phốc phốc trầm đục, thoáng cái to lên mấy lần, biến thành lốc xoáy lớn 5-6 trượng, từ đó tản ra hấp thụ, thoáng cái lực hấp thụ tăng cường gấp 10 lần, lập tức tiếng rít nổi lên huyết quang trở nên vặn vẹo cuối cùng bị lực lượng khổng lồ của lốc xoáy mà vỡ vụn ra từng khúc rồi từng chút một huyết quang bị lốc xoáy hòa tan huyết nha thành chủ mồ hôi tuôn ra đầy đầu mười ngón tay biến ảo bắt huyết xốc sức liều mạng muốn cướp về một ít khí huyết sát nhưng căn bản chỉ là vô ích đầy trời huyết quang giống như nước lũ tràn đi bỗng chốc cạn sạch không còn sót lại chút nào trong hư không ngươi lại dám hấp thu thất sát huyết sát ta muốn ngươi huyết nha thành chủ không giữ nổi bình tĩnh cực kỳ kinh sợ hét lớn một tiếng, hai tay trà sát vào nhau đồng thời dơ lên. Vô số lôi hỏa màu xanh phô thiên cái địa tuôn ra. Hắc sắc trùng vân kia vốn đang bất động đã bị lão giả thúc sục toàn bộ, không cần chú ý tới dương lão nhị hai người nữa, phát ra tiếng vù vù bay tới chỗ hàn lập. Hắc cốt ma trùng mỗi một con đều cứng rắn như thép, thân hình nhỏ bé nhưng sức lực lớn tới không tưởng, xem ra còn đáng sợ hơn thất sát huyết sát một bậc. Huyết nha thành chủ không tin lốc xoáy cổ quái kia có thể đem ma trùng hút vào trong đó. Cùng lúc, hư không trên đỉnh đầu Hàn Lập hơi chút gợn sóng, một đạo hắc khí nhàn nhạt lóe lên đánh thẳng Hàn Lập. Trong hắc khí, mơ hồ một bóng người tồn tại, đúng là hóa thân thứ hai của huyết nha thành chủ. Hàn Lập nét mặt không chút thay đổi, nhưng bằng vào thần niệm cường đại sao có khả năng bị người khác đánh lén thành công, pháp tướng sau lưng sáu tay khẽ động, sáu đoàn kim sắc lôi cầu lóe lên tức thì bắn ra, vừa vặn đánh tới hắc khí bên trên. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, sáu đoàn kim quang lập tức bạo liệt, lại quỷ dị hóa làm một cái lôi trận màu vàng sáng loáng, đem bóng người trong hắc khí thoáng cái phát bao phủ vào đó. Trong pháp trận, vô số lôi điện màu vàng chợt hiển hiện, giống như hàng vạn con rắn đang đấp mồi, đúng là ích tà thần lôi của Hàn Lập. Tu vi hiện tại của Hàn Lập, mặc dù không có thi triển pháp môn khống chế, nhưng uy năng thần lôi so với trước kia cũng không biết đã tăng gấp bao nhiêu lần. Một hóa thân hợp thể sơ kỳ dưới thần lôi vố là vật khắc chế ma vật, căn bản không cách nào ngăn cản hắc khí tiếp xúc lôi điện màu vàng lập tức như gặp khắc tinh, liền bị hòa tan biến mất, một lát sau lộ ra một khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng của hóa thân huyết nha thành chủ. Hắn mặc dù đã thả ra vài kiện ma khí muốn ngăn cản lôi điện, nhưng dưới sự tấn công của hàng trăm luồng thần lôi cũng chỉ như muối bỏ biển, chỉ chống đỡ được chốc lát, rồi hét thảm một tiếng tan thành cho bụi dưới sắc vàng của kim quang. Mà ở thời điểm hóa thân huyết nha thành chủ bị diệt, lôi hỏa màu xanh của Hàn Lập bên kia đối mặt với thanh thế hùng hổ của hắc sắc trùng vân, Hàn lập duỗi ra một ngón tay điểm vào lốc xoáy màu vàng, đồng thời tay áo rung lên, một cổ cuồng phong bỗng nhiên nổi lên. Vòng xoáy khổng lồ căng ra giống như sắp nổ tung, lại bị cuồng phong ép xuống phía dưới, hóa thành vô số kim mang hướng bốn phương tám hướng bắn đi, chẳng khác nào mưa rào. Lôi quang màu xanh bị những kim mang này xuyên thủng ào ào lóe lên tan vỡ biến mất, nhưng những hắc sắc ma trùng lớn bằng ngón cái kia bị kim mang xuyên thủng chỉ đau đớn dẫy dụa một chút, lại điềm nhiên như không có việc gì vẫn không ngừng lao về phía Hàn Lập không hổ là một trong những ma trùng nổi danh nhất ma giới, quả nhiên vượt xa linh trùng bình thường ở linh giới. Hàn lập gặp tình hình này, lại không giận ngược lại còn cười, vung ra một chảo vào hư không, lại ném ra một vật tròn đen kịt. Vật này quay tít một vòng trên không trung, lập tức một ít kim hoa từ đó tuôn ra, đón lấy hào quang chấp động phía dưới, lại biến thành từng con trùng khổng lồ, mỗi một con đều vàng trói, dài đến nửa xích, chừng hơn một ngàn con. Đúng là những vệ kim trùng thành thục đi hàn lập chỉ vào hắc sắc trùng vân đang ào ào bay đến kia, trong miệng nhàn nhạt ra lệnh một tiếng. Âm thanh vù vù nổi lên, phệ kim trùng hai cánh vỗ mạnh, cũng không chút do dự hóa thành mấy đoàn trùng vân màu vàng phi ra, lập tức cùng hắc sắc ma trùng va chạm với nhau. Tiếp theo là một hồi âm thanh thôn vệ khiến người ta sởn hết gai ốc truyền về sau, vô số hài cốt hắc sắc ma trùng rào rào như mưa từ trên cao rơi xuống. Hắc cốt ma trùng mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thế so sánh với vệ kim trùng thành thục, Vừa tiếp xúc lập tức không thể chống đỡ được. Chỉ trong chốc lát, trùng vân đã trở nên mỏng manh, chỉ còn lại có mấy trăm con. Mà trên mặt đất đã phủ kín một tầng hài cốt của ma trùng. Hàn Lập đối với kết quả này không chút nào ngạc nhiên, thản nhiên nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến há mồm của huyết nha thành chủ, tay áo nhẹ nhàng vung lên, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Kim sắc trùng vân bỗng nhiên biến đổi phương hướng, lại bỏ qua hắc cốt ma trùng còn sót lại, lao thẳng tới lão giả. Đáng thương cho vị huyết nha thành chủ này lúc hóa thân bị diệt, thần niệm cũng đã bị thương, dựa vào ma trùng mà đánh đến thật không ngờ lại bị thua một cách vô cùng đơn giản, mặc dù lão tính tình âm trầm, lúc này sắc mặt cũng đã tái nhợt, vừa thấy đám kim trùng đáng sợ không biết tên kia xông tới thì đã sợ tới hồn phi phách tán, lập tức xoay người bỏ trốn mất dạng. Mà đúng lúc này, thanh âm hừ lạnh lại truyền vào tai hắn, tiếng hừ này nghe như bình thường, nhưng sau một khắc bỗng nhiên giống như sấm sét giữa trời quang lão giả đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền tới. Huyết nha thành chủ thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình run lên từ không trung rơi xuống phía dưới. Kim sắc trùng vân mấy cái chấp động mấy cái đã thấy hạ xuống bên cạnh huyết nha thành chủ, sau đó ủa lên vây hắn vào giữa. chương 2038, Thú Triều cùng trùng triều. Lão giả chỉ kịp kêu thảm vài tiếng, thân thể liền bị phệ kim trùng cắn nuốt sạch sẽ, còn lại một đoàn huyết quang bao bọc nguyên anh, miệng phun máu thúc giục lệnh bài tám mặt màu đen đau khổ chống đỡ mà đây vẫn là do hàn lập lệnh cho phệ kim trùng lưu thủ chưa toàn lực thôn phệ nguyên anh lão giả lúc này sợ đến vỡ mật luôn miệng cầu xin hàn lập nhưng hàn lập không chút nào để ý chỉ thản nhiên phất tay một cái Vèo một tiếng một vòng tay màu đỏ như máu bay thẳng tới chỗ hắn rồi nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay chính là vòng tay chữ vật của lão giả còn lại sau khi bị trùng vân thôn phệ sạch sẽ thân thể Hàn Lập dùng thần niệm quét qua một lượt, khẽ cau mày. Bên trong tuy rằng có một ít bảo vật, nhưng cái hắn muốn là ba khối thánh chuyên thì lại không thấy tung tích. Đạo hữu, ngươi nếu thả ta, ta nguyện ý chắp tay dâng thánh chuyên lên cho đạo hữu. Nguyên Anh huyết nha thành chủ thấy tình hình như vậy, lập tức nắm lấy sợi rơm cứu mạng gào lên thảm thương. Ba khối thánh chuyên không cần ngươi giao ra, Hàn Mỗ tự tìm là được. Hàn Lập hướng ánh mắt nhìn lướt qua chỗ Nguyên Anh, trong mắt đột nhiên bộc phát lam quang cười lạnh nói: Lời vừa dứt, Phệ Kim trùng vốn đang bất động lập tức tiếng vù vù nổi lên, không chút bảo lưu thực lực toàn bộ hướng tới Nguyên Anh lão giả mà tấn công. Lệnh bài tám mặt màu đen kia, mặc dù thần diệu nhưng làm sao có thể chống đỡ Phệ Kim trùng thành thục không gì không thể thôn phệ, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất không còn. Nguyên Anh lão giả kêu thảm một tiếng, bị Kim trùng cắn nuốt không còn gì, sau khi trùng vân lao y lại sau một chút, bất chợt hiện ra ba khối thánh chuyên óng ánh lớn khoảng vài tắc. Quả nhiên đem vật này giấu trong Nguyên Anh nếu không phải ta dùng linh mục tra xét một chút thì thật là đã bị hắn giấu trời qua biển mất rồi hàn lập nhìn thấy tinh chuyên xuất hiện thần niệm quét qua một lượt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thì thào mấy câu tay áo hắn lại rung lên bắn ra một giải sáng xanh đem ba khối tinh chuyên thu hồi lại bốn khối thánh chuyên này bên trong chẳng những có thần thông công pháp của một vị thủy tổ ma giới lại còn có một phần bản đồ dẫn tới bí tàng nếu hắn đã gặp thì sao có thể bỏ qua được lúc này sau lưng hắn vang lên từng hồi ầm ầm không dứt Dường như càng lúc ân thanh càng lớn. Hàn Lập vẻ mặt khẽ trầm xuống, từ từ xoay người nhìn qua. Chỉ thấy tại nơi xa xa cách đây mấy chục trượng, Dương lão nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn nhị ma đang bị cự đỉnh màu tím trên không trung thả ra cổ văn to như cái đấu, gắt gao vây tại một chỗ. Cổ văn trong không trung lập lè phất phới, bay ra vô số ký hiệu vàng bạc, đồng thời từng tần ánh sáng màu tím trải ra bốn phương tám hướng. Chính là kiện tử ngôn đỉnh bảo vật này là Hàn Lập thả ra đề phòng để rảnh tay đối phó với huyết nha thành chủ lúc trước. Dương Lão Nhị cùng Kim Hồ Ma Tôn thừa dịp Hàn Lập cùng huyết nha thành chủ đánh nhau tìm cách bỏ trốn, đang lúc chạy trối chết không kịp đề phòng thì bị tử ngôn đỉnh bất ngờ vây tại chỗ cũ. Hai người kinh giận, thi triển ra các loại thủ đoạn liều mạng dẫy ruộng. Một bên lục giếm cuồn cuộn tuôn ra quanh người, ảo hóa thành từng đầu hỏa dao xanh biếc hương nanh múa vuốt không ngừng trong không trung, một bên tức thì đặt hai tay vào kim sắc hồ lô phun ra từng giải ánh sáng vàng trói hướng ra bốn phía quay cuồng không thôi. Tuy nhiên bất kể hai người này thi triển thần thông ra sao, lại điên cuồng thúc giục bảo vật như thế nào thì cũng chỉ làm tăng thêm uy năng cổ văn bay ra từ cự đỉnh màu tím mà thôi. Cổ văn chỉ lập lè mấy cái đã làm công kích của hai người biến mất toàn bộ, lại đồng thời bố trí cấm chế xung quanh làm nhị ma nửa bước khó đi. Hàn lập thấy cảnh này, trên mặt chợt hiện ra vẻ thỏa mãn. Tử ngôn đỉnh không hổ là huyền thiên tàn bảo bảo vật, có thể dễ dàng vây khốn hai tên hợp thể kỳ ma tôn. Đây là dưới tình huống hắn chưa tự mình thúc giục bảo vật, nếu không thì uy năng còn tăng lên gấp bội. Dương lão nhị cùng kim hồ ma tôn hai người vừa rồi cũng đã nhìn thấy cảnh Hàn Lập thu lấy thất sát huyết sát, diệt ma trùng, Hàn Lập còn dễ dàng diệt sát huyết nha thành chủ, khiến nhị ma vô cùng hoảng sợ. Dưới loại tình thế này, bọn hắn cũng không hy vọng xa vời là Hàn Lập sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Mà đối với thần thông Hàn Lập càng dập tắt toàn bộ hy vọng đối kháng của hai người. Kim Huynh, lúc này không đi được thì sẽ không bao giờ đi được ốc nữa. Dương lão nhị sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên nói lớn một tiếng. Sau đó lục diếm quanh thân hắn đột nhiên tuôn ra càng mạnh, hơn 10 kiện đỉnh dai ma khí đủ màu đủ sắc đồng thời bay ra tự bảo. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, ma khí tự bảo dẫn tới dao động cường đại, lại mạnh mẽ phá vỡ toàn bộ cấm chế xung quanh. Thân thể dương lão nhị trước đó nặng như thái sơn giờ nhẹ bóng, lúc này không chút do so dự hóa thành một đoàn ánh sáng màu lục bắn đi. Bên kia Kim Hồ Ma Tôn nghe xong lời Dương Lão Nhị, cũng cắn răng một cái thi triển ra thủ đoạn giữ mạng. Hắn hai tay rung lên, trong tay đang giơ Kim Hồ khổng lồ lên cao, sau một tiếng trầm đục, hào quang bỗng huyễn hóa ra hư ảnh một con kỳ lân thật lớn. Hư ảnh kỳ lân mở miệng lớn hơn một trượng phun ra từng cỗ hỏa diễm màu vàng minh mông bao phủ xung quanh. Nơi hỏa diễm đi qua, cấm chế mà tử ngôn đỉnh bố trí đều tiêu tán không còn, mà kim hồ ma tôn bị kỳ lân hư ảnh một bao bọc bên trong, cũng hóa thành một đạo kim quang vút lên không trung bay đi. Ô, không ngờ lại có khí thức kỳ lân, lại còn là hỏa thuộc tính, thật là có chút thú vị. Hàn lập hai mắt híp lại, lộ ra một phần biểu tình kinh ngạc, lập tức một tay bấm quyết không cần suy nghĩ, đồng thời tay áo rung lên. Trùng vân màu vàng xoay vù vù trượt lui ra sau ngưng tụ thành một thanh đao lớn tới vài chục trượt, lập tức đuổi theo dương lão, tốc độ cực nhanh để lại một đoạn tàn ảnh. Nơi trùng vân đi qua vang lên âm thanh ma sát chói tai. Cùng một thời gian, một đạo quát quang xanh thấm cũng từ trong tay áo hàn lập chảm ra. Quát quang lóe lên lao tới, khí thế giống như đem hư ảnh kỳ lân cùng kim hồ ma tôn bên trong đều chém thành hai nửa. Nhưng kim hồ ma tôn này cũng thật có mấy phần thần thông, sau tiếng kêu thảm hai tay chợt bấm quyết, một chút tinh huyết bay ra đón gió hóa thành một tầng xương máu bao quanh, dung nhập vào hư ảnh kỳ lân. Nguyên bản hư ảnh kỳ lân bị chém tan tác lại trong khoảnh khắc khôi phục như ban đầu, đồng thời thoáng cái tiếp tục mang theo kim hồ ma tôn phá không bay đi ra đi, hàn lập nhướng mày, trong miệng quát khẽ một tiếng. Một đạo hư ảnh từ trên thân chợt lóe lên bắn ra, đồng thời xoay vòng một cái rồi rơi trên mặt đất, hiện ra nguyên hình. Rõ ràng là một con báo vàng óng, đi đi, bảo vật trong tay hắn đối với người có chút tác dụng. Hàn lập nhẹ nhàng nói, đa tạ chủ nhân, bảo vật đó của hắn dường như trộn lẫn một ít linh cốt của hỏa kỳ lân, đối với ta đích thực có lợi ích rất lớn. Báo lân thú ánh mắt quét qua kim quang trong kỳ lân hư ảnh nơi xa xa, lòng đầy vui mừng miệng nói tiếng người. Sau đó thân hình nhoáng lên, thân thể to lớn gấp 10 lần, tứ chi khẽ động cũng hóa thành một đạo hư ảnh mờ mờ đuổi theo. Lấy độn tốc cùng thần thông của báo lân thú, đối phó với một tên ma tộc tôn giả đã bị thương nặng thì không có vấn đề gì. Trong chớp mắt, bốn đạo độn quang chia thành hai phương hướng phá không bay nhanh, chốc lát trong không trung đã không thấy bóng dáng. Hàn lập tức thì bay xuống bay xuống phía dưới đứng lên trên cự thạch, ngồi xuống khoanh chân đả tọa. Qua thời gian uống một chén trà, Hàn Lập vẻ mặt hơi đổi mở hai mắt, nhìn xa xa tận chân trời chợt linh quang chợt lóe, trùng vân màu vang hiện ra mang theo tiếng vù vù, tạo nên một đoàn tàn ảnh bay đến phía trên đỉnh đầu Hàn Lập. Thần niệm Hàn Lập quét qua trùng vân, trên mặt lộ ra nụ cười, tay áo dương lên. Trùng vân nhất thời ầm vang mà tản ra, hóa thành từng đóa hoa vàng trói hướng tay áo bay vào, sau đó không thấy bóng dáng. Hàn Lập bên này vừa mới thu lại kim trùng, bên kia trên bầu trời cũng chuyển đến thanh âm gầm rú, báo lân thú thân ảnh chợt lóe hiện ra, đồng thời lao thẳng về phía Hàn Lập. Chỉ mấy lần chấp lên, báo lân thú thân thể vàng rực xuất hiện tại không trung trên đỉnh đầu Hàn Lập, nhoáng lên lao xuống bên dưới, bị yên ảo một chút liên thành một hài đồng khoảng 5-6 tuổi rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vội vàng nói. Chủ nhân, không tốt rồi, đi mau, báo lân thú vừa hiện thân, không ngờ mặt lộ ra vẻ kinh hoàng hướng Hàn Lập hét lớn. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ để cho ra hỏa đó chạy thoát? hàn lập hơi ngẩn ra có một chút bất ngờ hỏi không phải kẻ đó đã bị ta đuổi theo diệt sát là thú triều không không phải là thú triều là là trùng triều rất nhiều rất nhiều ma trùng nữ đồng nói lắp bắp liên tục xua tay nói trùng triều hàn lập vì đó run lên ánh mắt lóe lên nhìn về phía báo lân thú trở nhưng phương ngoài màu trời xanh lam còn vẫn như thường nào có mảy may gì khác hàn lập trong lòng kỳ quái bên đang muốn hỏi lại báo thú vài câu thì cảnh sắc chân trời đột nhiên đại biến. Không trung đột nhiên ảm đạm, một đạo lục tuyến ở tận cùng chân trời quỷ dị hiện ra, đồng thời trong chớp mắt to lên gấp vài lần, đồng thời hóa thành sương mù xanh biếc cuồn cuộn lao về phía Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng kinh hãi, thần niệm lập tức tràn ra đồng thời linh lực trong cơ thể cuộn lên tập trung vào mắt, làm quang trong mắt chớp nháy liên tục. Nhất thời sương mù vốn là mơ hồ không rõ thì tại trong mắt lại biến thành rõ ràng, bên trong sương mù là dày đặc từng con ma thú màu sắc xanh vàng, những con ma thú này thân bướm đầu sư tử, mỗi một con chỉ lớn khoảng mấy thước, nhưng thân thể dài, trên người bao phủ lông màu vàng xanh, hai mắt đỏ tươi như máu. Điệp vĩ thú, bọn chúng thế nào lại xuất hiện ở chỗ này, trùng chiều mà ngươi nói chính là bọn chúng. Hàn lập vẻ mặt trợt trầm xuống, hướng nữ nồng hỏi. Tuy rằng kịch độc điệp vĩ thú đối với hợp thể tu sĩ bình thường rất có uy hiếp, lũng ra lão quái như vậy cũng sợ hãi ba phần, nhưng hắn lại tu luyện vạn độc hốn nguyên thân, loại này thần thông từ lâu đã là vạn độc bất xâm, đối với điệp vĩ thú lại chẳng hề sợ hãi. Không phải là bọn chúng, là đằng sau, nữ đồng vẻ mặt lại không giảm đi ngưng trọng, ngược lại khẩn trương tay chân hướng về một nơi hét lớn lên. Đằng sau, hàn lập ngẩn ngơ, không khỏi lại hướng ra phương xa xương mù tỉ mỉ nhìn lại, kết quả một lát sau, khuôn mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy đằng sau sương mù không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một mảng mây màu tím, ban đầu chỉ là một tầng mỏng trả ra chừng mấy dặm, Thế nhưng chỉ sau mấy lần thở, mảng mây tím kia đã trải khắp đất trời, đem hơn nửa bầu trời che kín, nhìn giống như vô biên vô hạn. Sương mù màu lục cùng mảng mây màu tím vừa tiếp xúc, lại phát ra két két. Hai người đồng thời nhìn lại, hàng vạn điệp vĩ thú khoảnh khắc từ trong sương mù rơi xuống như mưa, mà bên trong mảng mây màu tím đồng dạng có rất nhiều những con trường trùng dài như cái đũa đua nhau rơi xuống. Chương 2039, Hấp Ma Nghĩ. Hấp Ma Nghĩ, là Hấp Ma Nghĩ Hải. Vừa nhìn thấy những ma trùng màu tím có hình dáng như chiếc đúa kia, Hàn Lập ngay tức khắc hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi hiếm thấy. Đi, chạy về thành, Hàn Lập không chút do dự quát to một tiếng, linh quang bên ngoài thân chợt lóe, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng bay lên trời, hướng huyết nha thành phá không bay đi. Chỉ là mấy chấp động, thanh sắc độn quang đã vượt qua hơn trăm trượng. Nữ nồng cũng cuống quyết hướng trên mặt đất lăn một vòng, hóa thành nguyên hình một con thú nhỏ nhanh chóng đuổi theo phía sau, nhoáng lên một cái nhập vào trong thân thể hàn lập không thấy bóng dáng. Trùng chiều phía sau tốc độ cũng không chậm, nhưng dưới sự toàn lực phi độn của hàn lập phút chốc liền biến mất vô ảnh vô tung. Chuyện tình cổ quái lại xuất hiện, trùng chiều sau khi đem lục vụ cắn nuốt hết, sau khi đám mây côn trùng phô thiên cái địa khẽ run lên, không ngờ như thủy chiều lui về phía sau, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Mặc dù hàn lập không thấy cảnh đó nhưng trên bay đi trong lòng cũng không có lơi lỏng ngược lại trong đầu lục lọi các tư liệu có liên quan tới hấp ma nghĩ kết quả sắc mặt hắn càng trở nên âm trầm nơi đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đầu tiên là độc thú cỡ điệp vĩ thú hình thú triều sau đó ngay cả ma trùng cấp bậc như hấp ma nghĩ cũng xuất hiện côn trùng tạo thành nghĩ hải này là một trong mấy đại thiên tai của ma giới căn bản không phải sức người có thể ngăn cản hàn lập một mặt bay nhanh như điện chớp trong miệng lại lẩm bẩm nói mấy tiếng một mặt trong lòng lại nghĩ mãi không ra nếu là một con hấp ma nghĩ chẳng qua là miễn cưỡng ngang hàng cùng một gã luyện khí kỳ nhưng khi chúng tập hợp tạo thành trùng chiều với số lượng kinh khủng và dựa vào khả năng hút lấy linh lực ma khí thì đúng là ứng với câu gặp ma giết ma gặp phật giết phật căn bản không cách nào dùng sức người để tiêu diệt nghe nói nơi bộc phát nghĩ hải thường thường không còn một ngọn cỏ nơi chúng đi qua tất cả mọi thứ đều bị hấp ma nghĩ cắn nuốt sạch sẽ điệp vĩ thú tạo thành thú chiều cũng xem như cực kỳ đáng sợ nhưng so sánh với nghĩ hải chắc phải bái làm sư phụ mức độ nguy hiểm căn bản không đáng nhắc tới có tin đồn nói rằng thậm chí đã từng có cấp bậc thánh tổ tồn tại cũng bị nghĩ hải này cứng rắn vây khốn hao hết pháp lực mà chết mặc dù bản thân hàn lập thần thông to lớn nhưng cũng tuyệt đối không muốn lâm vào trong đó nhưng đợi đến khi hàn lập thấy đầu tường thành khổng lồ của huyết nha thành phía xa xa trong lòng đột nhiên trầm xuống giờ phút này huyết nha thành bị tầng tầng lớp lớp ma thú lớn nhỏ vây quanh đến nước chảy không lọt chỉ ít cũng cỡ trăm vạn con những ma thú này khí tức mạnh yếu bất đồng trong đó có mấy cái cường đại dị thường dường như cũng không kém linh áp cường đại của ma tộc tôn giả nhưng càng kỳ lạ là những ma thú này không phát động công kích đối với huyết nha thành ngược lại mỗi loài lại tập trung lại một chỗ hướng bốn phía hoang dã nhìn quanh không ngừng thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm nhẹ bất an trên đầu thành huyết nha thành giờ phút này cũng chen chúc đông đảo ma tộc trong đó có thủ vệ của huyết nha thành nhưng nhiều hơn cả là những ma tộc phổ thông đang lưu trú tại thành bọn họ đối với chút ít ma thú phía ngoài cấm chế thì làm như không thấy trên mặt đồng dạng toát ra vẻ sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm phía cuối cùng nơi hoang dã giống như sau đó không lâu sẽ xuất hiện cái gì đó cực kỳ kinh khủng chẳng lẽ ma tộc trong thành đã biết chuyện hấp ma nghĩ sắp đến rồi nhìn thấy tình hình quỷ dị như thế tâm niệm hàn lập chuyển động thật nhanh trong lòng tức khắc đoán ra cái gì đó lấy độn tốc của hàn lập nên chỉ trong chốc lát độn quang chợt lóe trên bầu trời chỗ từng bầy mà thú tụ tập, cũng không hề có ý che giấu, hướng trên đầu thành huyết nha thành một phát chui vào. Những tầng cấm chế đã mở ra kia chỉ hơi sao động mấy cái, căn bản không cách nào ngăn cản hàn lập. Đông đảo ma tộc chỗ đầu tường thành thấy như vậy mặc dù cả kinh nhưng với tình hình trước mắt thì cũng không có ai tiến lên hỏi hay cản trở gì. Thanh quang chấp động một cái, hàn lập liền hướng trung tâm thành mà bắn tới. Giờ phút này trong huyết nha thành hỗn loạn thành một đống cấm chế cấm không rõ ràng đã triệt bỏ, đủ loại độn quang trên không trung bay tứ phía. Cũng có một số ma nhân trực tiếp khống chế một cổ ma phong tập trung thành một đoàn trong thành, thần sắc ngưng trọng, đều khe khẽ nói với nhau cái gì đó. Một đại kiếp nạn sắp tới, tại phụ cận hư không lúc này chấp động một cái, một đạo ánh sáng màu vàng hướng bên này nhanh chóng lướt qua mà bắn đến. Hàn lập hơi ngẩn ra nhưng cánh tay vừa động một cái liền đem đoàn sáng màu vàng cầm vào trong tay. Nhất thời, một cổ liệt diễm tại lòng bàn tay bạo liệt mà ra. Âm thanh thâm trầm của lũng gia lão tổ thoáng cái truyền vào trong tai. Mặc dù chỉ vài lời ít ỏi nhưng Hàn Lập nghe xong sắc mặt liền biến đổi, độn quang hơi biến đổi hướng một góc trong thành mà bắn tới. Một lát sau, Hàn Lập thu độn quang lại, người bỗng nhiên xuất hiện trong một cái sân nhỏ. Lũng gia lão tổ, vũ y thiếu nữ, lâm gia nam tử, huy trưởng lão rõ ràng đã đợi ở đây khá lâu. Nhưng lại không thấy bóng dáng của thiên thu thánh nữ cùng đám người linh tộc đâu cả. Hàn đạo hữu, người cuối cùng cũng tới rồi, nếu người tới muộn một chút nữa e rằng chúng ta đã đột phá vòng vây đi trước rồi. Lũng ra lão tổ vừa thấy Hàn lập tức thì vui mừng nói. Đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là do sự tình mang nghĩ, nếu mà như vậy thì không cần quá kinh hoàng. lấy độn tốc của chúng ta mà nói thì bây giờ chạy trốn cũng không thành vấn đề. Hàn lập hướng mấy người gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Xem ra Hàn huynh vẫn chưa biết, Trước đó không lâu bốn phía huyết nha thành đều xuất hiện dấu vết của hấp ma nghĩ. Hiện tại trong thành người người đều biết, số ma thú ngoài kia cũng là bị nghĩ hải ép buộc mà đến. Giờ phút này phạm vi mấy vạn dặm quanh đây đã bị nghĩ hải vây kín rồi. Cho dù lấy thực lực chúng ta muốn phá vòng vây, sợ rằng cũng phải mạo hiểm không ít. Lũng ra lão tổ nghe vậy, than nhẹ một tiếng trả lời. Nói như vậy khu vực quanh đây đã hoàn toàn bị nghĩ hải bao vây. Hèn gì những ma thú kia có thể ở chung hòa thuận với người trong thành, nhưng mà càng như vậy chúng ta càng phải sớm phá vây. Nơi đây là mục tiêu lớn như thế, nếu đợi sau khi mang nghĩ hiện thân. Huyết Nha Thành nhất định là bị vây trong trung tâm nghĩ hải. Lúc đó muốn chạy trốn càng thêm muôn vàn khó khăn, Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, cũng không nghi ngờ liền mở miệng nói. Điểm này lũng mố cũng biết, nhưng mà trước khi phá vây ta còn một số việc cần đại diện nói ra. Bởi vì lần này mấy vị đạo hữu phá vây có phần lành giữ khó liệu nên để phân tán áp lực của nghĩ hải quyết không thể tập trung hành động cùng nhau. Nếu không lấy sự giảo hoạt của hấp ma nghĩ tuyệt đối sẽ đem mấy người chúng ta thành mục tiêu chủ yếu, sợ rằng chúng ta thật sự phải ngã xuống ở đây. Mà với sự đáng sợ của hấp ma nghĩ hải, chúng ta có lẽ chỉ còn cách trốn vào man hoang chi địa mới có thể thật sự an toàn lại. Man hoang chi địa rộng lớn vô cùng, chúng ta e rằng rất khó để tụ tập lại cùng nhau cho nên chỗ lần sau tập hợp chính là huyễn giả dạ thành trước huyễn khiếu sa mạc một khi chúng ta lao ra nghĩ hải không cần dừng lại chờ cái gì mà thẳng hướng thành cần đến mà đi đợi đến huyễn giả dạ thành chúng ta lại một lần nữa hội họp sau liền có thể lần nữa thương lượng sự việc bát túc ma tích cùng huyễn khiếu sa mạc lũng gia lão tổ một mạch nói nếu như có người lộ trình bị trì hoãn hoặc vì nguyên nhân nào đó mà bị vây khốn một chỗ không cách nào đến được huyễn giả dạ thành thì phải làm thế nào trung quy cũng không thể để cho những người đến trước phải chờ đợi từ đầu đến cuối. Lâm gia nam tử tóc dài nhướng mày một cái đưa ra thắc mắc. Chư vị yên tâm, điểm này lão phu cũng đã cân nhắc qua, tính từ bây giờ, thời gian chúng ta tụ hội ước định vào ngày này của hai năm sau. Đến lúc đó vô luận là mấy người đến, quá hạn thì không cần đợi nữa. Về phần địa điểm tụ hội chính xác là khách sạn lớn nhất trong huyến dạ thành. Lũng gia lão tổ đã suy tính trước việc này liền không chút do dự nói chỉ cần không phải gặp bất chắc gì quá lớn thì hai năm thời gian cũng đủ rồi. Địa điểm tụ hội hàn mỗ không có ý kiến gì, cứ như lời của lũng huynh đi. Đúng rồi, đám người thiên thu đạo hữu đi đâu mà đến bây giờ cũng không thấy bọn họ xuất hiện. Hàn lập sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu nói. Những người khác nghe vậy cũng đồng dạng không có ý phản đối. Đúng rồi, vì sao cũng không thấy đồng đạo linh tộc của thiên thu đạo hữu bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hàn lập nhìn bốn phía một chút đột nhiên hỏi một câu nghe nói như vậy đám người lũng gia lão tổ lại đều lộ ra vẻ mặt quái dị hàn huynh có điều không biết đám người đạo hữu linh tộc hai ngày trước đã rời đi trước một bước trong tay ta còn có ngọc giản lưu môn của thiên thu đạo hữu hàn huynh trước có thể xem qua một chút lũng huynh cũng là vừa lấy được nó nội dung bên trong các đạo hữu khác cũng đã xem qua rồi lần này lại là vũ y thiếu nữ thản nhiên giải thích tay ngọc vừa nhấc một khối bạch sắc ngọc giản hướng hàn lập ném qua Lũng ra lão tổ nghe vậy trên mặt cũng đổi thành vẻ cười khổ. Có chuyện như vậy, ta xem một chút vậy. Hàn lập nghe vậy hơi ngẩn ra, tay vừa nhấc đem ngọc giản thu vào trong tay, thần niệm liền hướng trong đó đảo qua. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, hàn lập nhướng mày đem thần niệm thu trở lại, sau khi suy nghĩ một chút nói ý kiến của mình. Thì ra là thiên thu đạo hữu bọn họ đột nhiên gặp phải một chuyện vô cùng trọng yếu mới không thể không rời đi trước một bước hơn nữa cũng hẹn chúng ta gặp mặt ở huyễn giả thành vì vậy thương lượng lúc trước càng thêm không có vấn đề đúng thế mặc dù không biết linh tộc bên kia gặp phải chuyện gì nhưng có thể làm cho bọn họ vội vàng như thế không tiếc cùng chúng ta tách ra hành động chắc là gặp là đụng phải đại sự không thể coi thường phương diện thực lực bên linh tộc cũng không dưới bọn ta chúng ta không cần lo lắng nhiều làm gì trái lại việc chúng ta không nên chậm trễ hiện nay là phải lập tức phá vòng vây tựa hồ bên ma tộc rất nhiều người có cùng ý nghĩ với cùng chúng ta không ít người đã bắt đầu rời khỏi huyết nha thành rồi. Lúng ra lão tổ ánh mắt hướng phía xa đảo qua liền khẽ gật đầu, thâm ý sâu sắc nói. Hàn lập thần khẽ động, thần niệm nhất thời liền phóng hướng bốn phía huyết nha thành đảo qua. Chỉ thấy trong chốc lát thời gian bọn họ đang thương nghị đã có mấy ngàn tên trung cao giai ma tộc tạo thành mười mấy chi đội ngũ rời khỏi huyết nha thành, đang rè dặt cẩn thận hướng nơi hoang dã xa xa mau chóng bay đi. Kể từ khi có người mở đầu, ma tộc còn lưu trong thành càng thêm kinh hoàng. Chi chít ma tộc cấp thấp càng thêm không trần chờ gì nữa mà bay ra khỏi huyết nha thành, hướng bốn phương tám hướng như thủy triều ào ào tuôn ra. chương 2040, thôn vệ chi uy. Trong nháy mắt, gần nửa ma tộc trong huyết nha thành ào ào bay đi. Vừa vặn, có những ma tộc này yểm hộ, nguy hiểm của chúng ta có thể giảm đi vài phần. Nhưng mà cũng kỳ quái, đại sự như thế này, vì sao huyết nha thành chủ đến bây giờ còn chưa hiện thân? Nếu có hắn dẫn đầu thì ma tộc nơi này cũng không hỗn loạn như vậy. Nam tử tóc dài nhướng mày về sau, có chút kỳ quái thì thào hai câu. Lũng ra lão tổ nghe xong lời này, trong mắt lộ ra biểu tình dường như có điều suy nghĩ. Mà hàn lập sắc mặt bình tĩnh như thường không chút dị sắc. Bên dưới tường thành, mọi người đều không trì hoãn gì nữa, lập tức bay theo đội ngũ ma tộc lớn tới mấy vạn người kia, cũng vô thanh vô tức ra khỏi huyết nha thành. Những ma tộc này vừa bay ra ngoài liền tự phân thành lớn nhỏ hơn 10 tiểu đội ngũ, hóa thành những hàng người đông nghịt bay theo cùng một hướng. Hiển nhiên những ma tộc này hy vọng trong vòng vây ma nghĩ chi hải còn lộ ra một khoảng sơ hở, muốn từ lỗ hổng hoặc nơi có tầng ma nghĩ mỏng mà phá vây. Những ma tộc tu vi cao đều đã độn tốc đi trước, để lại đằng sau là một đám hỗn loạn các ma tộc cấp thấp. Chúng ma tộc độn quang đủ loại màu sắc, trước sau kéo tới hơn trăm dặm. Cao dài ma tộc ở phía trước không có chút nào muốn chậm lại, ngược lại tự thành một đội ngũ, trong lòng buồn bực bay nhanh đi. Trung dài ma tộc lúc này cũng đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể bay theo phía sau, mắt thấy những cao dai ma tộc càng chạy càng xa, cuối cùng mất hút khỏi tầm mắt. Bọn người Hàn Lập cũng không theo đoàn cao dai ma tộc, mà lặng lẽ xen lẫn trong chỗ trung dai ma tộc không nhanh không chậm đi tới. Sau thời gian uống cạn tuần trà, trên bầu trời phía trước bỗng nhiên truyền đến thanh âm nổ vang, một mảng lớn mây tím cuộn cuộn xuất hiện, đúng là một đoàn hấp ma nghĩ. Bên trong mảng mây tím kia, từng đoàn lôi hỏa màu đen gào thét không ngừng, đúng là đám người cao dai ma tộc lúc trước xung quanh đó là mảng lớn nghĩ hải lớn chừng hơn trăm mẫu tại đây đang có một đoàn cao giai ma tộc dốc sức thi triển thần thông ma nghĩ hóa thành từng đoàn cho tàn từ trên cao rơi xuống trong nháy mắt diện tích đã giảm đi non nửa ma tộc phía sau thấy tình hình này lúc này quá vui mừng mà hét dài cũng thúc giục ma khí gia nhập vào cuộc chiến ngay lập tức ma nghĩ nơi này chỉ trong mấy hơi thở đã bị đám ma tộc càn quét không còn tinh thần của đa số ma tộc nơi này đều vô cùng phấn chấn nhất thời cảm thấy hấp ma nghĩ hải này hình như có chút hư danh, không hề đáng sợ như trong truyền thuyết. Nhưng trong đó cũng không thiếu ma tộc đã từng trải, sắc mặt vẫn là cực kỳ âm trầm chỉ thoáng thương lượng vài câu, lập tức tiếp tục phi độn chạy về phía trước. Đúng lúc này, vốn là bầu trời nhìn cả vạn dặm không thấy mây đột nhiên u ám khác thường. Một tầng mây tím đột nhiên hiện ra không chút báo trước, đang hướng về phía ma tộc tiến đến. Mây tím này rõ ràng là vô số ma nghĩ tạo thành, có thể dùng đơn vị ngàn vạn mà tính, cơ hồ trải rộng cả bầu trời mặt đất, đem hư không nhuộm thành màu tím nhạt. Những ma nghĩ này lại trốn ở trên cao, dùng một chút ma nghĩ làm mồi nhử, sau đó từ trên cao ùa xuống vây chặt lấy. Không tốt, chúng ta bị mai phục rồi, nhanh xông ra, chỉ có chạy nhanh, mới hy vọng giữ được một mạng. Nhất thời ma tộc bên dưới đại loạn, những tiếng kêu kinh sợ liên tiếp vang lên, lập tức hàng trăm độn quang hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy tan tác. Lúc này có bao nhiêu người có thể đào thoát thì chỉ có trời mới biết hàn huynh diệp tiên tử không cần che giấu tu vi nữa chúng ta chia nhau ra phá vòng vây lũng ra lão tổ sắc mặt trầm xuống quát khẽ một tiếng giơ tay lên liền có một đạo hư ảnh bắn ra đón gió lớn lên biến ảo thành một độc mục thuyền toàn thân trắng toát nhoáng một cái phá không mà đi huy trưởng lão cùng lâm ra nam tử liếc nhau một cái cũng hóa thành hai đạo cầu vòng một vàng một đen chia nhau mà bay đi hàn đạo hữu thiếp thân cũng đi trước một bước vũ y thiếu nữ nhìn hàn lập cười nói bên ngũ sắc hào quang quanh thân phóng ra lại huyễn hóa thành một đầu hư ảnh ngũ sắc thải phượng thật lớn tới hơn chục trượng bao bọc lấy nữ tử rồi nhập vào trong hư không biến mất sau một khắc chỉ thấy hào quang chớp động ngoài xa hơn mấy trăm trượng hư ảnh thải phượng vô thanh vô tức hiện ra chớp lên một cái lại quỷ dị biến mất hàn lập nhìn hết thảy khẽ thở dài một hơi một tay bấm niệm pháp quyết một tiếng sét đánh vang lên sau lưng lập tức hiện ra một đôi cánh óng ánh hai cánh vừa vỗ thoáng cái đã hóa thành một dải sáng xanh trắng biến mất chỉ một thoáng sau liền quỷ dị xuất hiện ở nơi chân trời, lại lóe lên lập tức không còn bóng dáng. Cứ như vậy chỉ trong khoảnh khắc ma tộc hỗn loạn chạy chối chết, lúc này mạnh ai nấy chạy, chẳng còn thừa sức để ý tới ma tộc khác. Mấy người thực lực ma tộc tôn giả độn tốc tự nhiên là nhanh chóng vượt xa ma tộc bình thường khác. Thậm chí nghĩ hải còn chưa hoàn toàn phủ xuống thì bọn người Hàn Lập đã lấy độn tốc nhanh tới không tưởng phá vây ra ngoài, cũng không dám buông lỏng cắm đầu chạy nhanh. Mà đám ma tộc phía sau tức khác đã bị bao phủ trong mây tím, tiếng giống giận dữ cùng tiếng nổ vang lại vang lên không ngừng. Hàn lập biến thành một giải sáng xanh trắng, một hơi phi độn tới ba bốn vạn dặm ra bên ngoài. Bỗng nhiên biến sắc ngừng độn quang, nhìn chằm chằm về phía trước, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Mấy chục dặm trên bầu trời, thình lình xuất hiện từng mảng mây tím, dường như đang nhanh chóng hướng tới nơi đây. Không nghĩ tới, cũng đã gặp bọn chúng rồi, hy vọng không gây ra sự chú ý của nghĩ chúa. Hàn lập thì thào vài câu, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng rung lên, lập tức lôi cầu màu xanh lớn cỡ nắm tay bay ra ảo ảo, vừa bay ra đã ầm ầm nổ tung xung quanh Hàn Lập đã xuất hiện một lôi trận màu bạc. Một tiếng sấm sét, trong trận vô số lôi điện màu bạc bắn ra, Hàn Lập trong tay pháp quyết biến đổi, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng lập tức một tiếng sét đánh đằng sau, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh trong trận. Bên trong nghĩ hải một cái lôi trận độc nhất vô nhị bỗng nhiên hiện mà ra. Lôi điện ầm ầm phun ra như lưỡi rắn, hấp ma nghĩ xung quanh lập tức hóa thành cho bụi một mảng lớn. Nhưng ma nghĩ như thủy triều tuôn ra, hơn nữa còn đang dần thôn phệ lôi trận. Chỉ trong một nhịp thở, lôi trận liên tục co rút chỉ còn nhỏ hơn gần một nửa, hơn nữa trông bộ dáng như muốn tán loạn hết. Đúng lúc này, ánh sáng xanh trắng ở trung tâm điện quang lóe lên, thân hình hàn lập hiện ra sau một tiếng nổ vang. Hắn vừa hiện thân, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bốn phía, đồng thời hai tay áo nhanh chóng rung lên. 72 phi kiếm màu xanh bắn ra, sau khi thúc giục pháp quyết lập tức hóa thành một tầng kiếm khí bảo vệ toàn thân. Lôi trận cuối cùng cũng ầm ầm tan vỡ, hấp ma nghĩ nhung nhúc hướng Hàn Lập tiến đến. Hàn Lập mặt không biến sắc, tầng kiếm mỏng quanh thân phát ra những tiếng kêu thanh thúy biến ảo thành một đóa hoa sen đang nở bao lấy toàn thân. Những nơi đóa sen đi qua, lập tức ma nghĩ biến thành thịt vụn, số lượng có thể lấy đơn vị ngàn mà tính, căn bản không cách nào tới gần Hàn Lập chút nào. Tuy nhiên lúc này sắc mặt Hàn Lập lại trầm xuống hắn tinh tường cảm ứng được chỉ qua một chút thời gian, vốn là linh lực cường đại trong phi kiếm lại thoáng cái đã mất đi một ít, hiển nhiên là đã bị hấp ma nghĩ lúc trước hắn diệt sát hấp thu mất rồi. Lượng linh lực này đối với linh lực trong phi kiếm chỉ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu thời gian dài thì hao tổn cũng không phải chuyện đùa. Lông mày hàn lập dựng lên, không nói hai lời liền hé miệng, lập tức một đoàn ngân diễm từ miệng phun ra, chấp lên một cái hóa thành một con hỏa điều màu bạc lớn gần trượng, vỗ cánh bay múa quanh hắn đúng vệ linh thiên hỏa mà hắn đã bỏ công bồi đắp nhiều năm. Thiên hỏa biến thành hỏa điểu sớm đã có được một chút linh tính, không cần hàn lập thúc dục lập tức kêu lên một tiếng, lông vũ dung lên đã thấy vô số tia sáng bạc hướng bốn phương tám hướng bắn ra, ào ào lao vào nghĩ hải không thấy bóng dáng. Tiếng ầm ầm nổi lên, từng đoàn ánh sáng màu bạc lập tức khai mở trong nghĩ hải, biến thành ngân diễm cuồn cuộn. Hư không xung quanh lập tức bị một cỗ khí tức cực nóng bao phủ, hấp ma nghĩ chỉ cần dính một chút ngân diễm lập tức hóa thành hơi mà tan biến vốn là nghĩ hải trải rộng cả không gian thoáng cái đã lộ ra một khoảng trống tới vài dặm. Nhưng mà khi hàn lập điểm ra một cái, từng sợi ngân diễm biến ảo thành vô số hỏa linh bay trở lại hỏa điều, sắc mặt hắn lại càng trầm hơn. Hắn tinh tế cảm nhận thấy năng lượng phệ linh thiên hỏa tại một lần công kích vừa rồi cũng bị mất đi một ít. Hỏa diễm này có thể đơn giản diệt sát hấp ma nghĩ, nhưng cũng không tránh khỏi bị ma nghĩ này thôn phệ mất linh lực. Phệ linh thiên hỏa tuy rằng uy năng vô cùng lớn, nhưng hàn lập không muốn linh lực hỏa điều bị tiêu hao như vậy hắn sắc mặt khó coi, tay áo vung về phía hỏa điểu, lập tức một vòng bảo vệ màu xanh lá bay ra. Hỏa điểu kêu to một tiếng, lóe lên trong hư không rồi tiêu tán không thấy. Mà chỉ một lát trì hoãn, xung quanh vốn là một mảng hư không rộng mấy dặm, vậy mà hấp mang nghĩ đã lấp đầy chỗ trống, lại hùng hổ xông tới hàn lập ào ào lao tới. Lúc này, hàn lập không nói hai lời, bàn tay đánh ra một chảo vào hư không. Lập tức một đoàn hào quang tối mở cùng một cổ mũ sắc hàn diễm đồng thời từ người hắn trào ra cuồn cuộn, chớp động hóa thành sóng lớn ập về bốn phía. Một bên hào hò quang tối mở quét qua lập tức ma nghĩ nhao nhao hóa thành từng mảng bột phấn, một bên khác ngũ sắc hàn diễm chợt lóe lên liền đóng băng ma nghĩ thành những mảnh băng đủ màu đủ sắc từ trên cao rào rào rơi xuống. Nhưng khi hàn lập vừa thu hai loại thần thông này lại thì lần nữa lắc đầu thở dài một hơi. Tiếp đó hắn cũng không thử thêm gì nữa mà toàn tâm thúc giục 72 thanh trúc phong vân kiếm, lập tức hóa thành một đạo sáng xanh đỏ đằng không bay lên, nhìn một hướng rồi lập tức bay nhanh đi. Những nơi kiếm quang màu xanh đi qua, vô số ma nghĩ lập tức bị diệt sát, không mảy may ngăn cản Hàn Lập chút nào. Hàn Lập độn quang nhanh chóng, so với lúc trước không hề chậm hơn chút nào. Chương 2041, ma giới hoang địa. Nhưng mà pháp lực Hàn Lập mất đi so sánh với lúc trước còn muốn nhanh hơn một chút. Mặc dù so sánh với tổng pháp lực mà nói thì chỉ bé nhỏ không đáng kể chút nào. Nhưng về lâu dài mà nói những bộ phận hao tổn đó không phải là chuyện đùa. Vốn dĩ chân nguyên hắn vượt xa tồn tại cùng giai tu vi nên chỉ cần đem tiêu hao duy trì ở trạng thái nhỏ nhất hẳn là đủ để bình yên thoát thân. Hàn lập vừa phi độn trong lòng vừa cân nhắc, thanh sắc kiếm quang thả ra bên ngoài thân bỗng nhiên thu vào, từ ban đầu vài chục trượng thoáng cái co lại thành hơn một trượng lớn nhỏ. Độn quang sau đó chấp động mấy cái liền một đầu đâm vào chỗ sâu trong nghĩ hải, bị dày đặc ma nghĩ hoàn toàn che phủ. Cùng một thời gian, ở những địa phương khác trong nghĩ hải, ma tộc cũng loạn xả hãm vào vòng trong vây trùng trùng điệp điệp của ma nghĩ đủ loại ma khí bị nhao nhao tế ra một cổ ma công biến thành đủ loại thần thông lại càng ở trong ma nghĩ gào thét tàn sát bừa bãi lên từng mảng lớn hấp ma nghĩ bị quét sạch không còn nhưng loại tình hình này đối với những ma tộc bình thường có tu vi thấp mà nói lại giống như uống rượu độc giải khát không bao lâu sau pháp lực sẽ tiêu hao không còn chờ đến lúc đó những ma tộc cấp thấp này kết quả sẽ là ngã xuống và bị ma nghĩ cắn nuốt không còn nhưng đối mặt với hấp ma nghĩ dày đặc tuôn ra những ma tộc này cũng chỉ có thể cực kỳ sợ hãi điên cuồng thúc giục nội pháp lực không ngừng những ma tộc đạt tới cảnh giới nguyên anh đã cô động ra ma anh thì thời gian chống đỡ cũng tăng lên trên phạm vi lớn có thể đủ chống đỡ nửa ngày thậm chí thời gian cả ngày mà những ma tộc cùng ma thú bị xua đuổi lâm vào nghĩ hải của huyết nha thành số lượng tăng lên cũng thật kinh người nghĩ hải dĩ nhiên không thể nào đối với mỗi một người toàn lực vây khốn có lẽ từ đó thoát khỏi cái chết cũng không phải là không có hy vọng thời gian trôi qua từng chút một Mấy canh giờ sau, những ma tộc cấp thấp kia rốt cuộc cũng đồng loạt tiêu hao hết pháp lực, không cách nào tiếp tục thúc giục ma công hộ thân nữa. Uy năng những ma khí kia thả ra cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng lần lượt bắt đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Chờ sau khi thời gian nửa ngày trôi qua, những ma tộc bị vùi lấp còn có thể đau khổ chống đỡ cũng chỉ có tồn tại Nguyên Anh trở lên. Bởi vì một đám ma tộc ma thú hướng khắp nơi mà chạy khổng lồ nghĩ hải vốn là đem khu vực này vây quanh mưa gió không lọt cũng không thể không vừa vận chia ra 10 bộ phận đuổi theo những con mồi này mà hướng xung quanh chậm rãi khuếch tán ra. Cách huyết nha thành ngoài nghìn vạn dặm, trong một đám nghĩ hải không nhỏ, sáu gã ma tộc 5 nam nam một nữ trong lòng buồn bực im lặng cùng nhau mà phi độn đi. Trong đó có hai gã ma tộc trẻ tuổi hơn, một người cả người thả ra thiên hỏa quang ngất trời, người còn lại tỏa ra ti ti bạch khí tất cả ma nghĩ đến gần hai người hoặc là hóa thành từng đoàn từng đoàn cho bụi hoặc là chợt lóe lên trực tiếp đông lại kết thành từng khối băng. Về phần nữ tử ma tộc kia mặc một bộ trang phục phụ nhân, trên đỉnh đầu lơ lửng một cái gương cổ đen nhánh. Từ đó phun ra từng đoàn từng đoàn thanh quang mơ hồ có chưa tiếng sấm nổ mạnh đem ma nghĩ tới gần nổ tung ra. Ba ma nhân này rõ ràng từng tại bên đường huyết nha thành ngăn trở qua hàn lập, ba tên hải gia ma nhân. Về phần ba tên ma tộc nam tử cuối cùng bộ dáng ước chừng 40 mấy tuổi, mặt mũi lại dường như có năm sáu phần giống nhau làm cho người ta vừa nhìn cũng biết giữa bọn họ nhất định là có liên hệ máu mủ. Tam ma này cũng không vận dụng bất kỳ ma khí nào. Ngược lại một tay niệm thần chú hợp lực thúc giục một cổ hắc khí đen như mực bốn phía quay cuồng không ngừng, đem đa số ma nghĩ quét sạch sẽ. Sáu ma nhân này đều có tu vi luyện hư liên thủ với nhau thanh thế thực sự kinh người. Một đường thế như trẻ tre nhanh chóng trong nghĩ hải lao ra xa hơn trăm dặm. Ma nghĩ phía trước dần dần thưa thất giống như bọn họ đã đến vùng biên của nghĩ hải. Sáu ma nhân gặp tình hình này tự nhiên mừng rỡ. Nhưng chính là tại lúc này dị biến nổi lên. Trong dây lát từ một phía của nghĩ hải lao ra hơn trăm con cự nghĩ lớn gần trượt. Những ma nghĩ này mỗi một con toàn thân đều xanh ngắt. Trên lưng mọc ra một đôi cánh trong suốt. Răng nanh lổ lộ, lộ ra trông dị thường dữ tợn. Cự nghĩ vừa hiện thân liền lập tức hùng hổ lao về phía ba tên ma tộc nam tử mặt mũi giống nhau mà đánh tới ba vị nam cung đạo hữu cẩn thận, đây là ma nghĩ biến dị không phải là hấp ma nghĩ bình thường có thể sánh bằng. Ma tộc nữ tử vừa thấy cảnh này sắc mặt đại biến, liền hào tâm lên tiếng nhắc nhở. Ba tên ma tộc nam tử trong lòng cả kinh nhưng lập tức liên thủ thúc dục ma công. Vốn ma khí to bằng cỡ miệng chén trong nháy mắt nhoáng lên một cái lớn lên gấp bội. Nó cũng biến ảo thành một con dao long màu đen nghênh đón những cự nghĩ kia. Suy suy tiếng xé gió vang lớn, những cự nghĩ kia nhao nhao há mồm phun ra từng đoàn từng đoàn dịch cầu màu tím chuẩn xác đánh chúng trên thân thể hắc sắc giao long tiếng nổ vang trầm thấp trong nháy mắt dựng lên nơi hắc sắc giao long bị chất lỏng đánh chúng đều toát ra cổ cổ khói vàng thân thể thoáng cái tiêu thất hơn non nửa cự nghĩ lại không chút lưu tình phun ra càng nhiều chất lỏng màu tím lúc này mục tiêu của những dịch cầu kia hơn phân nửa là đặt ở trên người ba tên ma tộc nam tử ba tên ma tộc nam tử thần đều khẽ biến Nam tử cầm đầu quát khẽ một tiếng há miệng phun ra một lá chắn lớn nhỏ mấy tấc, đồng thời pháp lực nội thể hướng bên trong cuồng rót mà vào. Tấm chắn trong nháy mắt cuồng trướng gấp trăm lần biến thành bạch sắc cự thuẫn cao mấy trượng. Bề ngoài lồi lõm mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói gào truyền đến. Thì ra là dùng bạch cốt luyện chế thành cốt thuẫn. Dưới ma công thúc dục hắc sắc ma văn mặt ngoài cốt thuẫn tuôn ra biến ảo thành một tầng màn sáng màu đen, đem nam tử cầm đầu cùng hai người bên cạnh cùng lúc che ở trong đó dịch cầu màu tím như mưa rào đánh lên trên tấm chắn màu đen. Cuồn cuộn khói vàng bốc lên, bên ngoài màn sáng màu đen nhất thời run rẩy kịch liệt không ngừng. Đồng thời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ cực nhanh cùng mỏng đi của nó. Không tốt, hai người các người mau giúp ta một tay. Một mình ta không cách nào ngăn cản chúng. Nam tử cầm đầu gặp tình hình này sợ hãi kêu to lên. Hai gã ma tộc nam tử bên cạnh dưới sự hoảng sợ chấp động một cái đi đến sau lưng nam tử cầm đầu, mỗi người thật nhanh đem một bàn tay đặt lên đầu vai hắn bỗng nhiên một cổ hắc khí như có sinh mạng từ trên tay hai người phía sau hướng trong thân thể nam tử cầm đâu tuôn vào vốn là quang mạc run rẩy không ngừng nhất thời một lần nữa ngưng tụ thế nhưng pháp lực trong nội thể của ba tên ma tộc nam tử tiêu hao với tốc độ kinh người căn bản không cách nào thi triển những thủ đoạn phản kích khác hải đạo hữu mau mau xuất thủ nam tử cầm đầu vội vàng xoay người hướng ma tộc nữ tử lớn tiếng cầu cứu ba vị đạo hữu không cần sợ hãi thiếp thân lập tức đem bọn chúng diệt sát. Ma tộc phụ nhân không lưỡng lự đáp lại một tiếng, ngón tay hướng cái gương cổ trên không trung điểm một cái. Ngay tức khắc ma khí này quay tít một vòng, mặt kính thoáng cái chuyển hướng về phía những ma nghĩ khổng lồ kia, mặt ngoài ngưng tụ thanh quang lập tức thả ra thần thông. Tiếng tê minh chói tai vang lên, bên trong một đám ma nghĩ khác sáo động mạnh, từ đó lại bay ra càng nhiều thanh sắc cửa nghĩ, dày đặc khoảng 5-600 con. Ma tộc phụ nhân vốn đang muốn xuất thủ vẻ mặt cả kinh, không nói hai lời pháp quyết trong tay biến đổi, cổ kính nhất thời hóa thành một đoàn thanh quang hướng xuống đem thân hình thoáng chốc bao ở trong đó. Âm thanh nho nhỏ vù vù truyền đến, bên ngoài thân thể ma tộc phụ nhân thanh quang chợt lóe lập tức hóa thành một đoàn linh quang phá không mà chạy. Lúc này nàng chẳng những không để ý tới ba tên ma tộc nam tử bị vây bên trong, đến ngay cả hai gã thủ hạ của mình cũng không quan tâm nữa. Hai gã hải gia nam tử mắt thấy cảnh này, trong lòng kinh hoàng một chút, đồng dạng hóa thành hai đạo kinh hồng một đỏ một trắng phá không bắn đi mà chạy. Trong nháy mắt tại chỗ chỉ để lại ba tên anh em nhà Nam Cung đang hoảng sợ giống lên mắng to. Một màn y như vậy cũng liên tiếp bộc phát tại những nơi khác trong nghĩ hải. Cao dài mà nghĩ biến dị xuất hiện làm cho hơn phân nửa ma tộc còn đang đau khổ chống đỡ tại chỗ ngã xuống mà chết. Mà những cao giai ma tộc có thể tránh được kiếp nạn này hoặc là bản thân có dị bảo hộ thân hoặc là tu luyện thần thông đặc thù hoặc là vận khí không tệ để cho đồng bạn chết thay ngăn cản, chính mình tránh được một một kiếp. Về phần đám nhân tộc Hàn Lập cùng số ít ma tôn và ma thú thì bằng vào tu vi bản thân mạnh mẽ mở đường máu từ trong đám cửa nghĩ mà thoát ra. Nhưng mà ngay cả như thế, hấp ma nghĩ vẫn không có ý bỏ qua cho người còn sót lại. Chúng vẫn tụ tập từng đám đuổi theo bọn họ như đỉa đói không tha những người còn sót lại chỉ cần hơi chút lơi lỏng sẽ lần nữa xa vào trong sự vây khốn của nghĩ hải, cắn răng mà khổ chiến một phen nữa. Cứ như vậy thời gian từng ngày trôi qua, hấp ma nghĩ tạo thành trùng chiều ước chừng kéo dài nửa năm mới dần dần biến mất. Nhưng mặc dù vậy các thành trì xung quanh Thảo Nguyên liên tiếp bị diệt tới 7-8 tòa, mà tộc bị ma nghĩ cắn nuốt thì phải dùng triệu để tính. Kể từ đó làm cho không ít ma nhân khi nói về trùng chiều lần này cũng hoảng sợ không thôi. Nói đến hung danh của hấp ma nghĩ ở mảnh địa vực này không khỏi làm người ta biến sắc. Một năm sau, trên không trung một mảnh rừng rậm khắp nơi đều là đại thụ cao chọc trời đến mấy trăm trường. Một đạo thanh quang nhàn nhạt đang phá không phi đột nhanh như điện chớp. Mà ở phía sau trong vòng 10 dặm, một đám cư diện quái điểu lông đỏ thẫm đang phát ra tiếng kêu quái dị đuổi theo không tha. Bỗng nhiên thanh quang phía trước hơi dừng lại, từ giữa thoáng cái phun ra hơn 10 đạo kiếm quang sáng loáng chợt lóe rồi biến mất, liền đem mười mấy con quái điểu gần nhất chém làm hai nửa sau đó thanh quang chấp động một cái liền sẽ tiếp tục phá không bay đi những xích hồng quái điều kia kinh hoàng vây quanh tàn thi của đồng loại phía dưới phát ra tiếng kêu quái dị khó nghe hoa hoa nhưng cuối cùng chỉ là phẫn nộ không đuổi theo nữa thanh quang phía trước sau khi một mạch bay xa hơn vạn dặm đột tốc mới hơi chậm lại không tệ ở chỗ này thế mà lại phát hiện được một khối phong viêm tinh to như vậy có lẽ sau này sẽ có tác dụng lớn ở bên trong thanh quang một thanh niên nam tử một tay nâng một cái đầu lô tinh thạch đỏ thẫm khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói. Người này chính là Hàn Lập, một năm trước hắn dựa vào cường đại thần thông một đường không ngừng bay đi. Sau khi xông vào man hoang chi địa mới thực sự bỏ rơi được hấp ma nghĩ. Sau đó hắn cứ dựa theo kế hoạch đã thương lượng tốt với những người khác mà không tìm kiếm đám người lũng ra lão tổ, trực tiếp hướng Nguyễn khiếu sa mạc một đường tiến đến. Man hoang chi địa này đối với những ma tộc bình thường mà nói tự nhiên là nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng với thần thông của Hàn Lập nên cũng không quá để mắt. Ngược lại dọc theo con đường này liên tục thu hoạch làm cho hắn phát hiện mười mấy loại tài liệu cùng linh dược khó gặp tại linh giới. Làm hắn mừng rỡ quá đỗi. Chương 2042, trùng tu linh quyết. Lúc trước ở trong chỗ sâu của hạp cốc, hắn phát hiện khối phong viêm tinh rất lớn trong tay này, nhưng vừa mới lấy đi thì lại bị một đàn ma cầm không biết tên phát hiện, dây dưa với chúng cả nửa ngày mới thoát ra được. Trong tay Hàn Lập linh quang chợt lóe, đem phong viêm tinh thu lại, sau đó chuyên tâm chạy đi. Một đường phi hành không việc gì, nửa ngày sau đã đến rừng rậm sát biên giới, nhìn ra xa đã thấy một vùng biển rộng mênh mông. Hàn lập khẽ cao mày, nhưng lập tức giãn ra, đây chỉ là một vùng nội hải, trong biển tuy rằng có một ít hải thú, nhưng xa xa cũng không thể so với ngoại hải mênh mông vô hạn được. Thanh quang chợt lóe, hàn lập là biến thành một giải sáng vút vào trong biển rộng, chấp lên mấy cái đã thấy đứng trên mặt biển ở ngoài ngàn trường. Bỗng nhiên ầm vang tiếng phá không vang dội dưới mặt biển, vô số lam mang từ trong nước biển bắn ra, mục tiêu chính là Hàn Lập trên không trung. Hàn Lập mặt không đổi sắc, tay áo đột nhiên hướng bên dưới rung lên điểm ra một chỉ, một mảnh cho bụi minh mông có chứa hào quang cuồn cuộn mà ra, đồng thời ngưng tụ biến ảo thành vô số sợi tơ màu xám, thanh âm vụt vụt liên tục vang lên, những lam mang đều bị tơ bụi xuyên thủng. Quái ngư màu lam nhỏ như ngón tay cái từ không trung rơi xuống rào rào. Những con quái ngư này, toàn thân một cái vảy cũng không có, phần đầu lại dài vô cùng, bén nhọn như đao, hình dạng quả thực cổ quái hàn lập chỉ một kích liền diệt sát mấy trăm con quái ngư nhưng lập tức từ trong nước biển lại bắn ra càng nhiều lam mang hơn lông mày hàn lập dựng lên pháp quyết thoáng chút biến đổi từ trong tay áo phun ra càng nhiều hơn những sợi tơ xám đem toàn bộ quái ngư đang đánh đến giết không còn một con trong khoảnh khắc liền có hàng vạn quái ngư bị diệt sát sạch sẽ dùng thủ đoạn sấm vang chấp giật như vậy dường như cũng đã đem đám này quái ngư này cứng rắn đuổi đi được vốn là mặt biển có chút gợn sóng thì bây giờ đã yên lặng trở lại, không thấy có lam mang từ đó bay ra nữa. Cổ tay hàn lập rung lên, tơ mảnh màu xám chợt lóe lên, lại trở thành một giải sơ nát như cũ đồng thời cuộn vào trong tay áo. Hắn để thăng pháp lực, hướng chỗ sâu trong biển rộng mà bay nhanh đi, độn tốc xem ra so với lúc trước còn nhanh hơn một nửa. Mấy canh giờ sau, mặt trời cũng sắp lặn vào trong biển, đêm đen dần buông xuống. Vài tia khí tức không yếu từ sâu dưới đáy biển bắt đầu hướng mặt biển mà tỏa ra hàn lập ở trên cao liếc xuống một cái thỉnh thoảng có thể thấy được vài con cự thú có kích thước kinh người vẫy động tứ chi như ẩn như hiện trên mặt biển hàn lập nhướng mày hướng không trung nhìn thoáng qua hơi suy nghĩ một chút liền cảm thấy hôm nay không nên đi tiếp tuy rằng lấy thần thông của hắn cũng không cần sợ hãi mấy con hải thú cường đại hoạt động ban đêm trên biển nhưng có thể bớt đi phiền toái thì tự nhiên hắn cũng không nhiều chuyện làm gì huống hồ hắn phi độn tới đây cũng chưa từng nghỉ ngơi chút nào bây giờ nghỉ ngơi khôi phục một chút tinh lực cũng tốt trong lòng định sẵn kế hoạch, thần niệm hướng bốn phía trải ra đem hơn ngàn dặm bên trong mặt biển quét qua một lượt. Không lâu sau, thần sắc hắn khẽ động, độn quang chợt biến đổi theo hướng khác mà đi. Sau khoảng thời gian uống một chén trà, xa xa trên mặt biển xuất hiện một điểm đen, Hàn Lập thúc giục thanh quang bay đến gần, liền nhìn rõ đó là một tiểu đảo không quá lớn. Tiểu đảo này chỉ lớn khoảng 10 dặm, nhưng trên mặt đất lại có núi cao tới hơn ngàn trượng, đồng thời tiểu đảo còn có một tầng hơi nước nhàn nhạt bao phủ. Hàn Lập hai mắt híp lại, thần niệm ngưng tụ nhanh chóng đem cả tiểu đảo quét qua một lượt, sau đó mới bay thẳng vào tiểu đảo. Một lát sau thanh quang chờ tắt, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện trên sườn núi đá, trước mặt bất ngờ hiện ra lối vào một thạch động. Hàn Lập liếc qua thạch động một chút, tay áo hướng vào bên trong rung lên. Nhất thời một tiểu kiếm màu xanh bắn ra, tức thì chợt lóe lên chìm vào trong đó. Chỉ thoáng sau, trong thạch động truyền ra thanh âm thú gầm lên trầm thấp, nhưng lập tức lại có tiếng thét chói tai vang lên rồi im bặt. Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh nhấc chân bước vào động, thạch động cực kỳ hẹp dài, đi năm 60 trượng thấy một chỗ tương đối rộng rãi, bên trong động quật phủ kín một loại cỏ xanh biết không biết tên, mặt trên có một con ma thú cổ quái mặc giáp thú nằm sấp đã bị chảm thành hai nửa. Hàn Lập ngón tay hướng tới thi thể ma thú điểm ra một chỉ liền có tinh hỏa bắn ra. Phi phi một tiếng, hỏa diễm trong khoảnh khắc đem thi thể ma thú cùng cỏ khô phía dưới hóa thành cho bụi. Toàn bộ động quật qua một chút thời gian đã trở nên sạch sẽ lúc này hàn lập thản nhiên tiến tới giữa động quật khoanh chân ngồi xuống đưa mắt xem xét một chút sau đó vòng tay chữ vật của hắn khẽ động bạch quang lóe lên nhất thời từ đó bay ra bốn khối trường chuyên dài nửa thước óng ánh xếp song song với nhau lơ lửng trước mặt hắn chính là bốn khối thánh chuyên hàn lập đạt được trong tay huyết nha thành chủ một năm trước hàn lập hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghiên cứu chúng bàn tay thuần thục giơ lên bốn tiếng sấm vang truyền đến bốn đạo lôi điện màu vàng từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra chợt lóe lên tức thì chìm vào bên trong bốn khối tinh chuyên. Thánh chuyên vốn óng ánh trong suốt lóe lên, bất ngờ kích thước tăng lên tới mười mấy lần, hóa thành bốn khối thánh chuyên rất lớn, đồng thời mặt ngoài hiện ra chi chít văn tự tím đen. Hàn lập lam quang trong mắt khẽ chớp nháy, tỉ mỉ xem xét văn tự trên tinh chuyên, trong đầu chậm rãi suy ngẫm. Nửa canh giờ sau, Hàn lập mới đem ánh mắt thu lại, hơi chút trầm ngâm đứng lên. Khắp linh thánh tổ không hổ là thánh tổ có thanh danh lớn như vậy tại ma giới, tu luyện thần thông quả nhiên không phải tầm thường. đáng tiếc hắn đã tu luyện phản thánh chân ma công đến cực điểm, nếu không cũng đã muốn đem chủ tu công pháp thay đổi một lần. nhưng cho dù như vậy, ma công bí thuật ghi chép trên bốn khối thánh chuyên cũng có đôi chút có lợi cho hắn, thậm chí còn có hai ba bộ công pháp có thể trực tiếp tu luyện. hàn lập trong lòng tự đánh giá như vậy, năm ngón tay xòe ra thu lại bốn khối thánh chuyên, nhất thời bốn khối tinh chuyên dung lên bay xuống bên dưới, lại xếp lại cùng một chỗ với nhau, hoa văn bên ngoài thánh chuyên biến đổi nhanh bốn khối tỏa ra bốn cột sáng diễm lệ. Bốn cột sáng khéo léo dung hợp cùng nhau, chiếu lên bên trên vách đá cách xa khoảng một trượng, một bản đồ lớn cỡ mấy trượng hiện ra rõ ràng. Trên bản đồ, địa hình sông núi được đánh dấu rõ ràng, tại trung tâm hiện ra ký hiệu hình một con hắc long một sừng. Hàn Lập ánh mắt chớp chớp nhìn bản đồ, ngoài mặt đậm vẻ suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, hắn tay áo hướng ra trước người rung lên, một mảng hào quang bay ra. Bốn khối tinh chuyên nhất thời chợt lóe không thấy bản đồ trên vách đá cũng vô thanh vô tức biến mất hàn lập lúc này mới nhẹ thở dài một hơi hai tay đặt lên đầu gối trầm ngâm đứng lên một năm trước khi hắn vừa thoát khỏi hấp ma nghĩ hải vây khốn cũng đã bắt đầu nghiên cứu bốn khối thánh chuyên này bằng đầu óc thông minh của hắn chỉ cần thời gian mấy ngày liền nghiên cứu ra ảo diệu của thánh chuyên đồng thời cũng mở ra được bản đồ khắp linh bí tàng đáng tiếc chính là bản đồ này nhìn như cực kỳ rõ ràng nhưng không có lấy một câu giải thích nào trong đó địa hình trên bản đồ đối với một người ngoài như hàn lập mà nói là cực kỳ xa lạ căn bản không cách nào biết được vị trí bí tàng ở khu vực nào tuy rằng hàn lập tại huyết nha thành cũng mua một ít bản đồ thế nhưng phần lớn là bản đồ đại khái của ma giới bản đồ rõ ràng từng khu vực thì gần như là không có cuối cùng hắn cũng chỉ còn cách đến các thành trì khác mua thêm bản đồ xem có chút manh mối nào hay không bằng vào thần thông tu vi hiện nay của hắn thì khắp linh bí tàng này cũng không nhất định phải có cho bằng được nhưng nếu dưới tình huống là không làm lỡ việc chính ở ma giới, thì tìm thấy bí tảng cũng là một thu hoạch không tồi. Hàn Lập trong lòng nghĩ chu đáo mọi chuyện, tạm thời không nghĩ tới việc này nữa, hai tay chợt bấm quyết. Lập tức có kim quang chấp động không ngừng huyễn hóa ra hình người bao phủ bởi vải lân sắc đằng sau lưng Hàn Lập, đúng là chân ma pháp tướng ba đầu sáu tay. Pháp tướng sáu mắt vừa mở, Hàn Quang tản ra lành lạnh, sáu cánh tay múa lên, mỗi bàn tay lại bấm một pháp quyết cổ quái. Mà Hàn Lập lúc này bàn tay chợt nắm lại, trong tay bỗng nhiên hiển hiện ra năm sáu trận bàn cổ tay rung lên nhất thời hóa thành mấy chục đoàn linh quang bắn ra lóe lên rồi chìm vào hư không không còn bóng dáng một lát sau dưới thân hàn lập một luồng hào quang ngũ sắc chấp nháy một cái cổ quái pháp trận hiện ra bao phủ hắn vào trung tâm trận pháp hào quang bên trong pháp trận chấp động mơ hồ có thể thấy được những phù văn cực kỳ tinh diệu in trên pháp trận nhìn vào bên trong giống như ẩn chứa cả càn khôn đúng là không phải tầm thường hàn lập mặt không đổi sắc mười ngõ ti lại điểm ra bốn phía hư không bảy tám khối cực phẩm linh thạch liên tiếp bắn ra chợt lóe lên tức thì đã thấy mất tích trong pháp trận hắn một tay bấm quyết trong miệng quát lên một tiếng như sấm nổ toàn bộ pháp trận sau một tiếng ông minh nhất thời có vạn đạo hào quang lóe lên tiếp tục ngưng tụ lại hình thành một mảnh màn sáng ngũ sắc đem hàn lập hoàn toàn bao phủ vào trong đó trong hư không một chút ma khí yếu ớt khoảnh khắc đã bị quang hà bài xích ra ngoài đồng thời từng cỗ linh khí cực kỳ tinh thuần hiện ra trong màn sáng Hàn lập hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra biểu tình hài lòng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hai tay kết ra một cái cổ quái pháp quyết, trên trán hắc khí mờ mờ bất ngờ từ đó lộ ra một con mắt đen nhánh. Từng chàng thanh âm tối nghĩa truyền ra từ trong pháp trận, đồng thời chân ma pháp tướng ba khuôn mặt lại hiện ra ba sắc thái vui buồn hờn giận khác nhau, thân thể chợt sáng chợt tối chớp nháy liên tục đứng lên. Lúc này, pháp tướng phía dưới ngồi ngay ngắn cạnh Hàn Lập, bên trong pháp trận một cảnh tượng khó mà tưởng tượng nổi đang diễn ra sau khi hàn lập đọc xong chú ngữ từ thân thể không ngừng tuôn ra ký hiệu màu bạc lớn bằng hạt đậu vừa mới bắt đầu đã tuôn ra tới mấy chục cái thời gian dần trôi qua càng nhiều hơn ký hiệu từ trong thân thể hàn lập tuôn ra đồng thời ở bên trong màn sáng ngũ sắc chập trần bất định hàn lập đánh ra từng quyền lên màn sáng lúc này thân thể hàn lập bắt đầu trở nên óng ánh như ngọc giống như người hắn được phủ một lớp phải ngọc bất ngờ hóa thành ký hiệu chìm vào trong thân thể hắn một tiếng gầm nhẹ âm vang Ký hiệu màu bạc trong màn sáng ngưng tụ lại, biến ảo thành từng sợi tơ bạc trói mắt bắn nhanh tới Hàn Lập. Chương 2043, Huyễn Dạ Bạch ra. Thân hình Hàn Lập run rẩy một hồi, tất cả tơ bạc lóe lên tức thì chui vào trong da thịt hắn, ngoài ra lồi lên lõm xuống không ngừng nhìn giống như vô số trứng gà đang chạy ngang chạy dọc dưới da hắn vậy. Cùng lúc đó, Hàn Lập cảm thấy máu huyết trong người sôi trào lên nóng rực cả người, các kinh mạch ngứa ngáy vô cùng khó chịu, hận không thể dùng tay mà bóc từng lớp thịt trong người cho hết cái cảm giác này. Loại đau đớn này như phát ra từ sâu trong linh hồn con người, nếu không phải tinh thần Hàn Lập cứng cỏi vô cùng thì cũng không thể chịu đựng nổi loại hành hạ như vậy. Tùy tiện lấy một gã hợp thể tu sĩ bình thường thì đã không thể khống chế nổi chân nguyên trong cơ thể mà tổ hỏa nhập ma, gào thét thê thảm rồi, căn bản là không thể bảo trì chấn định tu luyện. Hàn Lập ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, trên mặt lộ ra biểu tình nhẫn nại phi thường. Ba bốn canh giờ sau, thân hình hắn lại càng trong suốt sáng long lanh hơn mơ hồ còn nhìn thấy cả xương cốt cứng rắn hơn xa người bình thường. Xương cốt của hắn chấp lên linh quang màu bạc, nhìn chẳng khác nào do bạc đúc thành. Mặt ngoài còn có một ít phần màu vàng, tuy nhiên lại cực kỳ nhạt, nhỏ như tơ, nếu không cẩn thận xem xét thì khó mà phân biệt rõ ràng. Nhưng là những vằn màu vàng này dường như tạo thành những phù văn màu vàng cực kỳ huyền diệu, giống như hắn khi mới sinh ra đã được khắc lên đó vậy. Những phù văn màu vàng này nếu để cho các đại năng tu sĩ nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi mà thốt lên ba tiếng kim truyện văn, Công pháp có thể hình thành linh văn của tiên giới trên xương cốt như thế này thì sự huyền diệu của nó như thế nào không cần nghĩ cũng biết, xuất xứ của nó hơn nửa là đến từ tiên giới. Công pháp như vậy, kể cả là tồn tại đại thừa kỳ chắc chắn cũng ham muốn không thôi. Công pháp mà hắn đang tu luyện này đúng là bộ bách mạch luyện bảo quyết. Công pháp chính xác là có xuất từ tiên giới, nếu hàn lập tu luyện đại thành, thì sự cứng rắn của thân thể có thể so sánh với tồn tại chân linh, thậm chí còn có thể cường đại hơn vài phần. Nhưng mà nói như vậy cũng đã hiểu được bộ công pháp này tu luyện khó khăn tới mức nào. Hàn Lập cũng là vì tiến giai lên hợp thể hậu kỳ mới dám tu luyện. Muốn tu luyện thành công còn không biết là đến ngày tháng năm nào, thậm chí có khi đã tiến giai lên đại thừa kỳ rồi mà công pháp này còn chưa đại thành được. Tuy nhiên Hàn Lập còn thọ nguyên rất dài nên đối với công pháp này cũng không quá vội vàng, có thể từ từ tìm hiểu. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập mở hai mắt ra, xương cốt toàn thân phát ra một hồi những tiếng trầm đục thân hình hắn thoáng cái liền phát ra ánh sáng vàng một cách điên cuồng. Hắn một tay bấm quyết, trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, ngay sau đó thân hình hắn cũng khôi phục lại như lúc ban đầu. Lúc này hàn lập thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tu luyện bách mạch luyện bảo quyết này, thật đúng là đau đớn vô cùng, dù thân thể hắn hiện tại rất cường đại nhưng cũng chỉ có thể tu luyện trong chốc lát mà thôi. Một ngày hắn chỉ có thể tu luyện một chút mà thôi, nếu mà tu luyện nhiều thì lại hóa dở, kinh mạch có thể không chịu nổi mà vỡ vụn. Hắn thu lại công pháp cũng chưa vội thu hồi lại pháp trận, liền vung tay lên không trung, kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay lại hòa tan biến mất. Hàn Lập Thần sắc bình tĩnh hai tay đặt lên trên gối, một lần nữa nhắm mắt nhập định. Nhưng chỉ sau một lát thời gian, ánh sáng vàng trên người hắn được thu lại hoàn toàn, mà sau đó lại hiện ra ánh sáng bảy màu càng lúc càng sáng ngời, mơ hồ hình thành một tầng bảo hộ bảy màu đem thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong đó. Lúc này, trên mặt hắn có một bất ngờ có một tầng tinh quang lưu chuyển hai đầu lông mày màu đen nhẹ nhàng chớp động không thôi, hai mắt nhất thời mở ra. Hàn lập tu luyện xong bách mạch luyện bảo quyết, lại bắt đầu tu luyện một bộ công pháp tiên giới khác là luyện thần thuật. Bằng vào pháp lực hợp thể hậu kỳ cùng thân thể cường đại của hắn, rốt cục có thể yên tâm tu luyện thần thuật này rồi. Nếu có thể thu thành tầng thứ hai luyện thần thuật, thần niệm thoáng một cái tăng lên tới mấy lần, dù cho lần này đi ma giới không thể tìm được linh chỉ cùng linh liên thì cũng có một phần hy vọng tiến giai đại thừa kỳ. Hàn Lập biết rõ tầm quan trọng của luyện thần thuật nên sau cuộc chiến tại Thiên Uyên Thành thì mỗi ngày đều không ngừng tiến hành tu luyện. Nhưng là vì thời gian quá ngắn, tầng thứ hai lại càng thâm ảo hơn xa tầng thứ nhất, nên hiện tại hắn chỉ mới vừa chạm danh giới tầng thứ hai mà thôi. Xem ra muốn tu luyện tầng thứ hai luyện thần thuật đại thành, cũng cần một khoảng thời gian dài nữa. Hàn Lập đối với việc này đã sớm nghĩ trước, cho nên cũng không vội vàng hay dao động ý chí, chỉ yên lặng nhập đỉnh tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, một đạo thanh hồng bắn ra từ trên đảo, thoáng cái đã bay tới chân trời. Hai ngày sau, Hàn Lập bay ra khỏi vùng biển này, đang ở trên một mảnh sơn mạc xanh tốt. Mảnh sơn mạc này ẩm ướt vô cùng, thỉnh thoảng có sương mù đủ màu sắc từ từ bay lên trên mặt đất, đem ba bốn trăm trượng trong không gian che mở tạo nên cảnh tượng mơ ảo khác thường, nhìn bằng mắt thường không thể thấy rõ ràng. Vì sợ theo trong sương mù bỗng nhiên gặp ma thú tập kích làm trễ nải hành trình, nên Hàn Lập cũng không phi hành phía dưới nơi sương mù bao phủ mà là trực tiếp ở trên cao ngàn trượng cưỡi gió mà đi. Còn cao hơn vạn trượng thì hắn cũng không có ý định phi hành trên đó, thường thường trên cao như vậy sẽ có một ít đại ma cầm cường đại mà Hàn Lập cũng không muốn trêu chọc vào. Nghĩ như vậy nên hắn chọn không trung cao hơn mặt đất ngàn trượng để đi. Mảnh sơn mạc quảng đúng là quá lớn với tưởng tượng của Hàn Lập. Hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần nhiều lắm là 3-4 ngày liền có thể bay hết sơn mạc, Kết quả đã hơn 10 ngày mà vẫn chưa thấy điểm cuối mảnh sơn mạc này. Cái này làm Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng cảm thấy ngưng trọng thêm vài phần. Trên đường hắn tuy đã chọn nơi an toàn nhất để phi hành, thế nhưng vẫn không thoát được vài lần bị ma thú tập kích, thực lực bọn chúng cũng không kém. Có ma cầm thân dê đầu ưng thân hình cực lớn, cũng có đàn muỗi hút máu lớn gấp trăm lần bình thường tập kích. Những ma cầm này đối với Hàn Lập chỉ là một chút phiền toái nhỏ, Vệ Linh Thiên Hỏa vừa được thả ra đã biến toàn bộ bọn chúng thành cho bụi tiếp tục phi hành thêm mấy ngày trên sơn mạc cây cối bên dưới núi đã dần dần thưa thớt rốt cục cũng đã sắp đến được điểm cuối sơn mạc điều này làm cho tinh thần hàn lập thấy phấn chấn hẳn lên lập tức thúc giục pháp lực độn tốc thoáng cái đã nhanh hơn rất nhiều chấp lên mấy cái liền thấy một tòa núi đá ở xa xa phía trước hắn đang muốn tiếp tục phi hành nhưng rồi sắc mặt hơi đổi thu lại độn quang đứng tại xa xa hàn lập nghiêng đầu đánh giá một chút biểu tình trên mặt giống như đang suy nghĩ gì đó nhưng một lát sau tựa hồ đã có quyết định Lập tức độn quang phóng ra tiếp tục phi hành lên trước. Một lát sau, Hàn Lập phi độn một thoáng đã đi xa hơn nghìn dặm, liền thấy cách nơi hắn đang phi độn chừng một ngọn núi có một cây đại thụ màu đỏ tím to lớn vô cùng, cao tới hơn 3.000 trường. Mà ở trên đại thụ đang có hơn 10 nam nữ ma tộc đánh nhau với nột đám rơi rơi hai cánh đỏ như máu. Những nam nữ ma tộc kia tu vi hầu hết chỉ là hóa thần kỳ, nhưng trong đó cũng có 3 tên luyện hư kỳ liên thủ tạo thành một pháp trận khá huyền diệu tế ra mấy chục kiện ma khí đủ màu đủ sắc cùng đàn rơi rơi đỏ thấm tranh đấu. Đàn rơi rơi có khoảng hơn 30 con mỗi con lớn chừng nửa trượng, ngoài thân bao phủ bởi ma văn đen nhánh, hai cánh vừa vỗ xuống, một luồng ma phong u ám điên cuồng tuôn ra, trong miệng phun quái diễm xanh biếc. Ma phong thổi bùng quái diễm, liền sau đó, lục diễm huy năng tăng mạnh, hóa thành một biển lửa xanh thấm, đem những nam nữ ma tộc kia vây chặt ở trên đại thụ, không cách tiến tới một bước. Những ma tộc này tuy không cách nào phá vây nhưng ba gã luyện hư ma tộc cầm đầu thúc giục vài kiện ma khí uy năng khá lớn, hơn nữa tạo thành pháp trận huyền diệu, cũng có thể tạm thời ngăn cản biển lửa điên cuồng tấn công. Từ chỗ những ma tộc này lại truyền ra mùi hương rất lạ. Trên đại thụ đỉnh tại một tán lá cực lớn lại có trái cây xanh biếc lớn cỡ ngón cái, mùi hương kia đúng là phát ra từ đây. Ánh mắt Hàn Lập dừng lại trên đám người ma tộc một chút, mà ánh mắt liền quét xuống rơi vào trái cây xanh biếc trên đại thụ. Tử quang thụ, tử linh quả, từ quang thụ lớn như vậy thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Hàn Lập thì thào hai tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình hiếu kỳ. Tử linh quả là một linh quả quý hiếm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đặc biệt là quả trên linh thụ lớn như thế lại càng quý hiếm, thậm chí có khả năng sinh ra hiệu quả đặc biệt. Nhưng loại linh quả này lại chỉ có tác dụng ở cảnh giới hợp thể trở xuống, đối với Hàn Lập đã không còn hữu dụng nữa rồi. Cho nên Hàn Lập thu lại ánh mắt, rốt cục lại nhìn những ma tộc kia. Giờ phút này đám ma tộc hóa thần kỳ hình như tình hình cũng không tốt lắm. Hơn 10 tên hóa hóa thần ma tộc, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, rõ ràng là do pháp lực tiêu hao quá nhanh, khó mà kiên trì được nữa. Nếu những hóa thần ma tộc này thất thủ, thì ba gã luyện hư ma tộc kia cũng không thể duy trì pháp trận phía dưới, lành ít giữ nhiều là điều không thể tránh khỏi. Hàn lập hơi nhíu mày, chưa kịp nghĩ kỹ xem nên xử lý việc này thế nào thì ba gã luyện hư kỳ ma tộc kia bỗng nhiên có một người lớn tiếng hô, vị đạo hữu đằng kia, chúng ta là người của huyễn dạ Bạch Gia. Đạo hữu nếu chịu xuất thủ tương trợ, Bạch Gia nhất định sẽ hầu tả. Ma tộc vừa mở miệng kia là một thiếu phụ đung mạo xinh đẹp, nhìn như chỉ 20 tuổi, tóc dài búi cao, mặc một chiếc váy dài xanh biếc. Mỹ phụ sớm đã phát hiện ra Hàn Lập, hiện tại rốt cục không nhịn được lớn tiếng kêu cứu. Hàn Lập lúc này tự nhiên đang che giấu tu vi chỉ ở mức luyện hư hậu kỳ mà thôi. Bạch Gia huyễn dạ thành, chính là bạch gia sản xuất ra cỏ thuyên vang danh thiên hạ sao? Hàn lập thần sắc khẽ biến, chậm rãi mở miệng hỏi. Đạo hữu biết rõ bạch gia, vậy lời nói của ta đạo hữu cũng tin rồi chứ? Nếu đạo hữu còn không tin, thiếp thân dùng tâm ma thề, tuyệt đối không quên báo đáp đại ân cứu mạng của đạo hữu. Mỹ phụ dường như hiểu lầm nguyên do Hàn lập trần chờ, vội vàng ngưng trong nói tiếp. Hàn lập nghe nói như thế, trầm ngâm một chút liền nhàn nhạt trả lời. Đã là người của bạch gia, tại hạ không xuất thủ tương trợ cũng không được rồi. Chỉ hy vọng đạo hữu chớ quên hứa hẹn vừa rồi, vừa dứt lời, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình trong dây lát lớn thêm ba bốn trượng, ngoài thân mọc lên chẳng chịt lân phiến màu đen, hai tay hắc khí lưu chuyển, chỉ một thoáng đã huyễn hóa thành hai hắc ma chảo, mười ngón tay sắc nhọn như đao. Hàn lập vừa mới biến thân xong, không chút do dự hét lớn một tiếng, một cổ ma phong lao thẳng tới đàn rơi đỏ thấm kia, khí thế cực kỳ kinh người chương 2044, Bạch Phân Hinh. Hắc phong chuyển động như chấp giật, lập tức cuốn thẳng đến sát bên bầy rơi đỏ thấm kia. Một âm thanh quái dị sắc nhọn từ trong đàn rơi truyền ra, gần phân nửa rơi ma trong đó bỗng nhiên quay đầu, há miệng phun ra lục diễm đánh tới hàn lập. Ngọn lửa xanh biếc còn chưa tới hàn lập, thì mùi hôi thối đến phát ói đã áp tới mặt, xông vào mũi. Hàn lập cười dài, giũ hai tay áo căng phồng, đồng loạt phất tới. Lập tức, hai cỗ cuồng phong xanh mở cuồn cuộn tuôn ra, mạnh mẽ chặn đứng lục diễm lại. Cùng lúc, Hàn Lập cũng bước tới một bước, siêu, thân hình hắn liền tan biến. Ngay sau đó, ở ngoài 10 trượng, bóng người thấp thoáng, Hàn Lập chợt lóe, quỷ dị hiện ra bên cạnh một con ma bước đỏ thấm. Hai tay hắn nhẹ nhàng vũ động, hơn trăm đạo chảo ảnh lóng lánh vút ra, vèo vèo xé gió chụp xuống. Con rơi ma còn chưa kịp kêu một tiếng, đã ngay tại chỗ hóa thành một mảng huyết vũ rất xuống. Ở gần đó, mấy con ma bước khác kinh hoàng, vội vàng quay đầu lại, chuyển hướng công kích. Nhưng cũng đã muộn, Hàn Lập nhích động đầu vai, hắc sắc chấp tắt, thân ảnh lại biến mất, rồi hiện ra bên cạnh một con rơi ma khác. Đồng dạng, chảo quang vang dậy, thân hình con vật này lại bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Sau đó, Hàn Lập thoạt ẩn thoạt hiện, chấp lóe ở giữa đàn rơi. Mỗi lần hiện ra là mỗi lần chảm sát một đầu ma vật. Với thân pháp quỷ dị như vậy của Hàn Lập, bầy rơi cho dù phun lục diễm ngập trời, hơn phân nửa cũng chỉ đánh vào khoảng không ngẫu nhiên có một hai đạo đánh chúng lại bị một chiếc ma giáp màu đen ngăn lại dễ dàng, cũng chỉ khiến Hàn Lập hơi hoãn chút mà thôi, rồi tiếp tục ở giữa bầy rơi tàn sát không ngừng. Chỉ trong mấy cái hô hấp, đã có hơn 10 con rơi ma chết trong tay Hàn Lập. Thấy sự việc như vậy, bọn ma tộc, dù đang khổ sở ngăn chống biển lửa lục sắc, cũng không khỏi bàng hoàng, há mồm ngó chân chối. Thiếu phụ sinh đẹp luyện hư kỳ nhìn Hàn Lập, trên mặt càng lộ vẻ kinh sợ. Người khác không biết, chứ bọn họ đã giao thủ cùng đàn rơi hơn nửa ngày, hiển nhiên biết rõ. Mấy con rơi kia ra giày kiên cố như sắt đá, ngay như ma khí thông thường có đánh chúng cũng không thể thương tổn được, chỉ có mấy món ma khí đỉnh dai mới gây ra một ít tổn hại. Nếu không phải bởi như thế, bọn họ cũng đã không bị vây hãm ở đây lâu như vậy. Trong khi bọn họ thúc thủ, vô sách đối phó với bầy rơi ma, thì Hàn Lập chỉ cậy vào hai tay ma chảo đã dễ dàng chém nát bọn rơi. Bảo sao bọn họ không chấn kinh, thân thể người này không ngờ lại cường đại đến như vậy không biết là tu luyện thứ ma công gì, chẳng lẽ là một trong mấy thứ thượng cổ ma công từng đồn đãi kia. Thiếu phụ hoảng sợ thầm nghĩ, bầy rơi thấy hàn lập mạnh mẽ như thế, cho dù cực kỳ hung hãn cũng không khỏi bộc lộ ý sợ hãi. Vào lúc này, từ trong đàn rơi bỗng phát ra một tiếng sắc nhọn. Đám rơi ma còn sống lập tức xôn xao như được đại xá, liền chia ra hai bên, nhường chỗ cho một con rơi ma cực lớn so với đồng loại đang bay đến. Con ma vật này không chỉ có khí thức cường đại mà trên đầu còn có một cặp quái sừng màu tím nhạt, điện quang thấp thoáng chuyển động trên đó. Con vật vừa thấy hàn lập liền há mồm phun ra cả mảng lớn lục diếm cuốn tới, trong vòng trăm trượng không trung đều bị lửa giữ bao trùm. Thân sắc hàn lập không thay đổi, một tay vỗ trên người, hắc sắc ma giáp lập tức hiện ra, hắc sắc ký hiệu cũng lóe lên ngưng tụ lại, hóa thành một màn ánh sáng chắn trước người. Biển lửa xanh biếc va chạm tới màn sáng màu đen liền phát ra âm thanh ken kết rồi bị phân khai tản ra, hoàn toàn không thể tiến gần đến Hàn Lập. Con rơi lớn thấy cảnh này thì nổi giận, tiếng kêu rít lên bén nhọn, cặp sừng màu tím trên đầu đột một phát ra tiếng nổ vang, hai đạo ngân sắc hồ quang, lớn như cái chén, chấp lòa đánh thẳng về phía Hàn Lập. Vẻ mặt Hàn Lập nghiêm lại, nhấc tay, hai ngón điểm tới. Sấm sét vang dậy, hai đạo hồ quang trắng xanh từ đầu ngón tay lóe ra, cùng với ngân hồ đồng quy vô tận tan biến giữa không trung. Nhân lúc này, Hàn Lập nhích động đầu vai, chân bước tới, tiến nhập vào hư không. Trong nháy mắt, hắn liền hiện ra ngay phía trên con rơi ma, cũng vùng chảo chụp xuống. Năm đạo chảo mang màu đen dài nửa thước lóe ra, con rơi ma cả kinh, vội vỗ hai cánh, thân hình như tên bắn vút qua một bên. Con vật này hình thể to lớn vậy mà động tác lại nhanh nhẹn phi thường. Hàn lập thấy vậy, thầm hừ lạnh, năm ngón tay đang chụp xuống liền hơi khép lại, tốc độ của năm đạo chảo mang nhất thời tăng vọt lên mấy lần, như chấp giật, hung hãn chém xuống một cánh của con vật. Cái cánh bị chém phăng thành mấy mảnh, máu vung vãi khắp nơi con rơi lúc này rít lên thê thảm hai mắt vốn đang tràn ngập nộ khí giờ lại đầy vẻ sợ hãi vội vã điên cuồng vỗ mạnh một cánh còn lại vô số tơ máu từ toàn thân bắn ra bốn phương tám hướng những sợi tơ máu này lập tức hóa thành từng đám huyết vụ mờ mờ che phủ lấy hắn thân xác hàn lập hơi chuyển sắc tay vươn ra huyễn hóa thành hư ảnh chụp xuống hư không dao động vô số chảo mang chi chít hiện ra như cuồng phong bạo vũ bắn tới vầng xương mù màu máu kia nhất thời đem huyết vụ xuyên thủng tan nát. Đúng lúc này, tiếng xé gió chói tai từ trong huyết vụ bạo phát ra, tiếp theo một đạo huyết quang chớp lên lóe ra, trong nháy mắt đã vượt ra ngoài ngàn trượng trên không, rồi lại mơ hồ đi, biến mất ở cuối chân trời. Huyết ảnh độn, Hàn Lập nhận ra độn thuật thoát thân giữ mạng của cự bức, trên mặt hiện ra vẻ quái dị, nhưng lập tức khôi phục thần sắc bình tĩnh như trước, ánh mắt đảo qua bầy rơi còn sót lại. Đã không còn cự bức chỉ huy, lại thêm vừa rồi bị Hàn Lập một hơi giết chết không ít, đám rơi ma còn lại cho dù ra sức thúc giục biển lửa xanh biếc cũng không thể tạo thành áp lực đáng kể lên những ma tộc kia. Đám ma tộc ngược lại còn nhân cơ hội này với sự dẫn dắt của ba cao thủ luyện hư đã đại triển thần uy, áp chế biển lửa, bước lui từng chút, cũng gần thoát khốn. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, khoanh tay đứng bất động giữa không trung, không hề có ý định ra tay. Mà đám ma bước đồng dạng cũng không dám trêu chọc đến Hàn Lập, thậm chí còn tránh xa ra. Qua một tuần trà nhỏ, những ma tộc kia rốt cuộc cũng phá khai ra khỏi biển lửa, giết chết gần nửa bầy rơi ma, mấy con rơi còn sống cũng lập tức tán loạn bay trốn khắp nơi, không dám ở lại gần cây đại thụ. Đa tạ đạo Hữu đã ra tay tương trợ, tại hạ là bạch phân hinh, còn đây là hai vị tộc huynh của thiếp thân, bạch ẩn cùng bạch anh. Xin được hỏi tôn tính đại danh của đạo hiếu, thiếu phụ sinh đẹp kia hiển nhiên là người đứng đầu của nhóm ma tộc. Ngay khi vừa giải quyết xong đám ma, bước liền bay đến bên hàn lập thi lễ, cũng nhẹ nhàng cười giới thiệu hai tên luyện hư khác nàng này đối với hàn lập khách khí dị thường hai tên luyện hư kia bạch ẩn là nam tử trung niên khuôn mặt bình phàm còn bạch anh lại là một nho sinh trung niên mình vận nho sam hai người đã thấy qua một màn đại triển thần thông của hàn lập nên cũng không dám chậm trễ vội vã cảm ơn luôn miệng tại hạ họ hàn chỉ là một tán tu mà thôi vốn kính ngưỡng uy danh của huyễn dạ bạch gia đã lâu nghe nói hương trà mà quý gia tộc bí chế có công hiệu định thần trừ tà hết sức kỳ diệu tại hạ rất muốn được thưởng thức một hai a Hàn Lập liền ôm quyền, bất động thanh sắc, nhàn nhạt nói. Tán tu ư, Hàn Huynh dùng sức lực bản thân đánh chết nhiều như vậy huyết tuyến rơi ma, thần thông thật sự thâm sâu khôn lường. Xem ra Hàn Huynh hẳn là khổ tu chi sĩ, ít qua lại bên ngoài Nga. Nếu không, thiếp thân hẳn đã phải nghe qua uy danh của đạo hiếu. Bạch Vân Hinh, đôi thu ba xinh đẹp khẽ chuyển, nhẹ nhàng cười nói. Tại hạ không nghĩ mình là khổ tu, nhưng quả thật rất ít khi đi lại bên ngoài. Nơi đây cách huyến giả thành cũng khá xa các vị cùng đám hậu bối xâm nhập vào tận nơi này, chẳng lẽ đặc biệt là vì mấy trái tử linh quả này. Hàn lập đối đáp khiêm tốn vài câu, rồi chuyển ánh mắt hướng thiếu phụ, nhàn nhạt hỏi. Bạch ra chúng ta gần đây định luyện chế một loại linh đan, mà tử linh quả này chính là một trong các chủ dược. Thiếp thân đã dẫn dắt tộc nhân đi hoang địa, mạo hiểm tìm kiếm liền mấy năm mới may mắn tìm thấy một cây tử quang thụ. Vừa rồi, nếu Hàn Huynh không ra tay tương trợ, đám người thiếp thân căn bản không thể có được linh quả. Theo lẽ, hẳn là phải phân chia cho Hàn Huynh một nửa, nhưng mà linh quả này thập phần trọng yếu đối với bạch gia chúng ta, thiếp thân nguyện đem ma thạch tương đương giá trị để trao đổi một nửa số linh quả, không biết ý Hàn Huynh như thế nào. Bạch Vân Hinh sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức chấn định trả lời, ướm thử dò ý. Ha ha, Bạch Tiên Tử không cần lo ngại, tử linh quả này không có tác dụng lớn đối với Hàn Mỗ, tại hạ không nhất thiết phải có nó cho bằng được. Vậy, cứ làm theo ý của Tiên Tử đi, Hàn Lập nghe xong, cười hắc hắc, cũng đồng ý không phản đối gì. Đa tạ Hàn Huynh nhường cho, để thiếp thân sai người đi hái quả xuống xác nhận, rồi sẽ đem ma thạch cấp sao đạo hiếu. Thiếu phụ nghe vậy trong lòng buông lòng, cười vui vẻ nói. Sau đó, nàng quay sang các tộc nhân khác, phái người cẩn thận hái tử linh quả trên đại thụ xuống, xếp vào hộp chuyên dụng, rồi lấy ra một vòng chữ vật chứa đầy ma thạch giao cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận vòng tay chữ vật, thần niệm hướng bên trong đảo qua, rồi bình thản thu cất lấy. Bạch Vân Hinh thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ mở miệng mời mọc. Không biết Hàn Huynh dự định đi đâu, nếu thuận tiện, hay là theo thiếp thân phản hồi huyễn dạ thành. Thứ nhất, huyễn dạ thành chúng ta coi như cũng có chút danh khí, vài loại đặc sản linh vật chỉ bản thành mới có, không chừng đối với đạo hữu sẽ có trợ giúp không nhỏ. Thứ hai, thiếp thân vốn đã lấy tâm ma phát thệ, một khi trở về tộc nhất định phải thưa với trưởng bối, báo tạ thật lớn cho đại ân Hàn Huynh viện thủ vừa rồi. Mong rằng đạo hữu vạn lần xin chớ cự tuyệt, xin cùng đồng hành một chuyến. Vị đệ tử chân truyền của Bạch Gia này thấy Hàn Lập Thần thông kinh người nên có ý mượn sức giành dành. Bạch Gia chúng ta có một vị lão tổ cũng tu luyện về luyện thể thuật. Nếu Hàn Huynh được lão nhân gia chỉ điểm một hai, cái lợi nhất định không nhỏ. Xét đại ân mà đạo hữu đối với chúng ta, lão nhân gia chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Bạch Anh ra vẻ nho sinh, mắt hơi chuyển, cũng vội vàng khuyên. mươi 2045, Kim Hy Thử Ô Bạch gia cũng có tiền bối chuyên tu luyện thể sao? Nhưng không biết là vị Bạch gia lão tổ nào, nếu là thật sự, Hàn Mỗ thật cũng muốn bái kiến một lần. Hàn Lập nghe xong lời này, trong lòng vừa động, mặt lộ vẻ ra vẻ hứng thú hỏi. Vị Bạch gia lão tổ này của chúng ta ở thánh giới cũng có chút danh tiếng không nhỏ, một thân thiên ma công đã tu luyện tới cực hạn, khoảng cách tới cảnh giới thánh tổ cũng chỉ kém một bước cuối cùng mà thôi. Người được tôn là Phúc Thiên cư sĩ, không biết Hàn huynh có từng nghe nói qua lần nào chưa? Bạch Vân Hinh lộ ra một tia mỉm cười nói, tại hạ thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua danh tiếng của Phúc Thiên tiền bối. Nhưng có thể đem luyện thể ma công tu luyện tới cảnh giới như thế, nếu có thể được người chỉ điểm một phần, khẳng định là cơ duyên không nhỏ. Hàn mỗ lần này đi ra ngoài vốn là đi du lịch khắp nơi, liền cùng chư vị đạo hữu đi một chuyến đến Nguyễn Dạ Thành. Hy vọng có thể gặp được Bạch tiền bối một lần, nhưng không biết chư vị đạo hữu dự định khi nào thì trở về trong tộc, nếu chỉ hoãn quá lâu chỉ sợ có chút phiền phức. Hàn Lập sau một phen suy tính liền bình tĩnh trả lời. "Hàn huynh yên tâm, chúng ta xâm nhập hoang địa xa như thế chính là vì tử linh quả mà thôi. Hiện giờ linh quả đã tới tay, tự nhiên sẽ không ở lại làm cái gì. Chỉ cần nghỉ ngơi sơ qua mấy ngày để khôi phục lại pháp lực, liền có thể lập tức khởi hành trở về." Bạch Vân Linh mừng rỡ nói. Hàn Lập nghe xong lời này, cũng gật gật đầu yên tâm lại, không nói gì nữa. Dưới sự thúc giục của ba gã luyện hư tồn tại của Bạch gia, đoàn người ở phụ cận tìm một ngọn núi nhỏ yên tĩnh, mở tạm một động huyệt, đám người liên can ở bên trong đả tọa nghỉ ngơi. Năm ngày sau, đám người của Bạch Gia khôi phục pháp lực hơn phân nửa, liền lập tức thả ra một chiếc cự đại phi thuyền dài vài chục trượng chờ một đám người ma tộc cùng hàn lập hướng nguyễn giả thành phá không bay đi mấy tháng sau trên không trung một mảnh thổ địa toàn cát vàng dọc theo hoang nguyên có bảy tên nguyên anh kỳ ma tộc chia làm hai phe ở trong tầng trời thấp tranh đấu ầm ầm không dứt trong đó ba gã mặc cẩm bào màu vàng thúc dục ba thanh phi đao màu đen có một không hai tản ra nhàn nhạt hắc sắc ma diễm. Bốn người khác thì một thân trường bào màu trắng tế phóng ra bốn thanh phi kiếm màu trắng trong suốt, bay múa xoay quanh, từng trận bông tuyết cuồng quyển mà ra. Cuồn cuộn ma diễm cùng hàn khí trong suốt trên không trung đan vào cùng nhau, cũng hóa thành ma khí xoay tròn bạo liệt mà ra. Trong lúc nhất thời, bảy tên ma tộc tranh đấu khó phân thắng bại, kết quả là lâm vào tình trạng rằng co. Nằm trên mặt đất cát tại phụ cận phía dưới là thi thể một con chuột lớn ma thú khoảng hơn 10 trượng, da lông phát ra kim quang chói mắt, vừa nhìn là biết không phải ma thú bình thường. Bảy tên ma tộc này hiển nhiên vì cái thi thể ma thú này mới ở chỗ này đánh nhau dữ dội như vậy. Mắt thấy nhất thời không thể thủ thắng, một gã thanh niên nam tử mặc áo bào trắng sau khi hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vỗ cái túi ra bên hông. Nhất thời một đoàn hắc khí từ giữa cuồn cuộn mà ra, ngừng tụ lại huyễn hóa ra một con sư tử ma hai đầu uy phong lẫm lẫm, Ma vật này cả người đen nhánh, cao năm sáu trượng, hai cái miệng đồng thời há to ra, tiếng xé gió nổi lên, vô số hắc phong phong nhận đen nhánh kích bắn mà ra. Ba khẩu phi đao sau khi bị phong nhận này như mưa rông chớp giật cuồng đánh, nhất thời một trận cuồng hiện không thôi, bị bốn khẩu phi kiếm kia thoáng cái dồn xuống thế hạ phong. Dạ yểm sư, chữ tiểu tặc, người cũng dám đem linh thú hộ tộc mang ra, nếu có chút tổn thương ngươi không sợ nỗi khổ bị ma hỏa luyện thể sao? Ba gã hoàng bào ma tộc vừa thấy song thủ ma sư kinh hãi liền lên, trong đó một lão giả dâu dài lớn tiếng trách mắng. Hắc hắc, bằng ba phế vật bạch ra các ngươi mà có thể đánh bị thương hộ tộc linh thú của chữ gia chúng ta. Nếu ngươi nếu thức thời thì nhanh chóng cút đi cho ta. Con kim hy thử này bổn thiếu gia muốn có rồi. Tên thanh niên áo bào trắng thả ra ma sư kia thấy bên mình chiếm thế thượng phong, lại phát ra một trận cuồng tiếu nói. Lão giả dâu dài nghe lời nói này, sắc mặt không khỏi trở nên xanh mét. Đại ca, tình thế không ổn, chúng ta hay là trước tiên lui đi thôi. Một gã nam tử buộc tóc áo vàng sắc mặt khẽ biến hướng lão giả dâu dài truyền âm nói. Ta đã dừng ở tại nguyên anh hậu kỳ mấy trăm năm nay, đầu kim hy thử này cực kỳ hiếm thấy, nội đan của nó đối với việc ta đột phá bình cảnh cực kỳ trọng yếu, mong rằng nhị vị hiền đệ nhất định phải trợ ta giúp một tay. Sau chuyện này, vi huynh nhất định không quên đại ân này. Lão giả dâu dài sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát, cuối cùng gương mặt hung dữ nói. Cái gì, chẳng lẽ đại ca muốn thi triển bí thuật trong tộc kia? Nếu là làm như thế chẳng những chân nguyên tổn hao nhiều mà hậu hoạn lại vô cùng. Một gã nam tử khuôn mặt gầy yếu mặc hoàng bào khác cả kinh ngắt lời nói. Nếu không thể tiến giai hóa thần, đại nạn của lão phu cũng đã sắp tới rồi. Vì thế không thể không liều mạng một phen, lão giả nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu đại ca như thế nói, tiểu đệ thì sẽ hết sức hộ pháp. Huynh trưởng cẩn thận một chút, hai người chúng ta sẽ tận lực kéo dài thời gian xuống. Hai gã hoàng bào ma tộc khác nghe xong lời này, không khỏi liếc mắt lẫn nhau một cái. Đồng thanh đáp ứng xuống dưới, lão giả dâu dài dĩ nhiên tràn đầy cảm kích không ngớt lời cảm ơn. Ngay sau đó, hai gã hoàng bào ma tộc đột nhiên tiến về trước một bước, bên ngoài thân hắc khí quay cuồng, thúc giục hai thanh phi đao màu đen thoáng cái ma diễm cuồng trướng gấp bội, biến ảo thành hai con ma mãng dữ tợn liên thủ với nhau cũng miễn cưỡng tiếp được sự công kích của phi kiếm cùng ma sư. Nhưng xem bộ dáng của bọn họ cũng là đang cố hết sức, rõ ràng không thể kiên trì bao lâu. Lão giả dâu dài lại nhân cơ hội này hướng phi đao của mình từ xa điểm một cái. Siêu một tiếng, phi đao hóa thành một đạo ô quang kích bắn mà quay về, cũng chợt lóe lướt qua nhập vào trong thân hình. Sau đó hai tay lão giả đồng thời hư không một chảo, mười ngón tay bỗng nhiên nhiều ra vô số quái nhận thân dài nhỏ như lá liễu, sau khi hít sâu một hơi cổ tay liền run lên hướng vùng đan điền vỗ xuống. Nhưng vào lúc này, phía cuối chân trời bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một đoàn quang cầu khổng lồ quỷ dị hiện ra, hướng chỗ bọn họ hóa thành một đạo cầu vòng kích bắn mà đến, độn tốc cực nhanh, vượt xa sự tưởng tượng của đám người lão giả dâu dài. Lão giả nhất thời trong lòng cả kinh, động tác trong tay dừng lại, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trong đoàn sáng màu vàng kia rõ ràng có một chiếc phi thuyền lớn vài chục trượt, toàn thân tản ra linh quang nhu hòa, vừa nhìn là biết không phải pháp khí phi hành mà ma tộc bình thường có thể có được. Ở trên đầu thuyền thấp thoáng còn có mấy người đứng ở nơi đó, cũng hướng bên này chỉ trỏ cái gì. Là bát hoang hoàng mộc chu trong tộc chúng ta, chẳng lẽ là vị trưởng bối ấy từ sâu trong hoang địa quay trở về. Sâu dài lão giả vừa thấy cự chu, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. Các ma tộc khác thấy cảnh này cũng cả kinh đều dừng tay đình chỉ tranh đấu. Hơn hết là hai gã hoàng bào nam tử khác cũng vui mừng khôn xiết, bốn gã ma tộc áo bào trắng nhìn cự chu thì có chút âm tình bất định, bộ dáng mơ hồ có chút thất kinh. Cự Chu chỉ chấp động mấy cái liền mơ hồ xuất hiện ở trên không chỗ đám người ma tộc, độn quang chợt tắt rừng ở giữa không trung. Tiếp theo thanh âm lạnh lùng của một nữ tử bỗng nhiên ra từ phía trên cự Chu truyền ra. Các ngươi không phải là Tây Bạch Minh Tam huynh đệ của Cửu Thúc gia sao? Vì sao ở chỗ này cùng người của chữ gia tranh đấu? Người nói chuyện rõ ràng là một thiếu phụ xinh đẹp đứng ở mũi thuyền, bên cạnh còn có một gã thanh niên áo xanh cùng hai gã ma tộc nam tử luyện hư kỳ khác đúng là bạch vân Hình và hàn lập cùng ba gã bạch gia luyện hư kỳ ma tộc trải qua mấy tháng ngày đêm đi đường đám người bọn họ rốt cục một đường vô sự bay đến bên rìa hoang bìa cũng bất ngờ gặp vài tên ma tộc đang giao thủ nàng bạch vân Hình này liếc mắt một cái liền nhận ra ba gã ma tộc mặc trang phục bạch gia hơi có vẻ ngoài ý muốn thì ra là thập tam cô tổ cùng thập ngũ thập thất thúc tổ chất tôn bạch binh xin khấu đầu bái kiến vài tên chữ gia đệ tử muốn cướp lấy kim hy thử của chúng cháu mong rằng cô tổ đại nhân hãy ra tay giúp đỡ. Lão giả dâu dài vừa nhìn thấy rõ mặt của tam ma ba người bạch phân hình, lúc này mới thực sự giải trừ nỗi lo lắng trong lòng, cũng vội vàng hướng trên hư không quỷ gối bái kiến. Ồ, Kim Hy thử, con thú này quả thực là vô cùng hiếm thấy, các người có thể ở vùng biên giới này giết chết nó cũng coi như cơ duyên không nhỏ. Các tiểu tử chữ ra kia, nếu con thú này là đệ tử tộc chúng ta đoạt được, các người còn ở đây nhiều lời cái gì, trả lại rồi mau cút cho ta bạch vân hình ánh mắt thoáng liếc nhìn qua thi thể con chuột lớn màu vàng phía dưới rồi nhìn bốn gã ma tộc áo bào trắng sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh nói bốn gã chữ ra ma tộc nghe xong lời này sắc mặt tự nhiên trở nên cực kỳ khó coi thanh niên vừa nãy thả ra sư tử ma hai đầu miệng há hốc còn muốn giải thích thêm cái gì lại bị hai gã đồng bạn một bên níu lại cũng không nói hai lời kéo theo thanh niên hướng hoang địa xa xa bỏ trốn không dám ở lại thêm chút nào nữa bạch vân hình gặp tình hình này không một chút để ý lại quay đầu hướng Hàn Lập một bên thản nhiên cười nói. Chuyện của một ít tiểu bối làm cho Hàn Huynh chê cười. Hiện tại nếu như đã tới vùng giáp danh của Hoang Địa thì khoảng cách đến huyễn giả thành cũng đã gần rồi. Huyễn giả thành vốn là ở bên trong huyễn khiếu sa mạc cùng Hoang Địa xây dựng lên. Chỉ cần lại đi hơn một tháng thời gian là có thể đến thành. Hơn một tháng thời gian mà nói cũng xem như rất nhanh. Chẳng qua là ngoại trừ huyễn giả thành ra, Hàn Mỗ đối với huyễn khiếu sa mạc đồng dạng cảm thấy hứng thú lớn, nghe nói sa mạc này ở thánh giới cũng coi như là một trong các cấm địa rất có danh tiếng, trong đó có chuyện tương đối cổ quái A. Hàn Lập đột nhiên cười nhẹ một tiếng ung dung trả lời. Khanh khách, không nghĩ tới Hàn Huynh lại đối với huyễn khiếu sa mạc cũng có hứng thú. Nhưng mà nếu không phải là người địa phương ở huyễn giả thành mạo muội tiến vào sa mạc này quả thực cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Hàn Huynh nếu thực cảm thấy hứng thú, trên đường đi thiếp thân cũng có thể nói tỉ mỉ thêm một chút cho đạo hữu nghe. Bạch Vân Hinh có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt sau khi chuyển động vài cái, lập tức quyến rũ cười một tiếng trả lời. Bạch tiên tử tự mình giải thích cho hàn mố, tự nhiên là việc cầu còn không được. Hàn lập thật cũng không có chối từ, mỉm cười nói. Cho nên sau khi độn quang của cự thuyền lần nữ tiếp tục bay đi, hàn lập liền đi theo bạch vân hình hướng bên trong khoang thuyền đi đến. Bạch ẩn và bạch anh danh bạch gia nam tử bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, cũng không khỏi lộ ra vẻ cười hiểu ý. Về phần tên dâu dài lão giả kia thì đã sớm vui sướng hướng cự chu xa xa bái lại một cái, liền gọi hai gã đồng bạn khác đi xuống mặt cát phía dưới bắt đầu phân chia thi thể con kim hy thử kia. Về phần con thú này rốt cuộc là chết trong tay đám người lão giả hay là bị bốn người chữ ra giết chết, thì căn bản không người quan tâm tra xét. chương 2046, huyễn Dạ Thành Năm sáu ngày sau, cự thuyền cuối cùng cũng ra khỏi vùng đất hoang, phía trước bỗng thấy xuất hiện một mảnh lớn đồi núi xa xa núi non nhấp nhô chập trùng, liếc mắt một cái nhìn như không thấy điểm cuối. Cự thuyền bay thẳng tới vùng núi non, chấp lên mấy cái, liền mất hút nới cuối chân trời. Một tháng sau, trong một thung lũng bao quanh bởi đồi núi, bất ngờ xuất hiện một tòa thành trì vô cùng to lớn xây bằng đá màu vàng, nhìn tòa thành này rộng lớn đến hơn ngàn dặm, mặt sau dựa vào núi, mặt trước được bao quanh bởi lớp tường thành cao tới hơn trăm trượng. Cả tòa cự thành này lơ lửng trên không, một màn sáng màu vàng minh mông giống như cái đáy nổi đỡ bên dưới, đúng là một cái đại cấm chế vô cùng huyền diệu. Hàn Lập đứng tại mũi thuyền xa xa, nhìn cự thành phía trước, trên mặt lộ ra biểu tình như có chút đăm chiêu. "Hàn huynh, đây chính là huyến giả thành của Bạch gia ta. Thành này tuy rằng không thể so với mấy siêu cấp cự thành ở thánh giới, nhưng tại nơi xa xôi hẻo lánh này cũng được coi là không nhỏ. Có điều tồn tại cấp ma tôn trong thành có tới hơn 10 người, Bạch gia chúng ta cũng được coi là một trong tứ đại gia tộc ở nơi đây. Đạo hữu bất kể muốn mua gì đó hay nếu gặp phải phiền toái nào đó, chỉ cần nói ra hai chữ bạch Gia thì không ai là không dám nể mặt đạo hiếu. Bạch Vân Hinh đang đứng bên cạnh Hàn Lập, cười khẽ nói. Đa tạ ý tốt của tiên tử, tại hạ đúng là đang tính toán mua vài thứ tại quý thành. Hàn Lập nghe xong vẻ mặt khẽ động, mỉm cười trả lời. Hàn Huynh dù sao cũng một thân một mình, hay là hãy ở tại khách khanh lầu của bạch gia chúng ta đi. Với tu vi của đạo Hiếu mà ở đó thì các trưởng bối trong tộc nhất định sẽ không phản đối. Bạch Vân Hinh mắt đẹp chớp mấy cái, dò hỏi hai câu khách khanh lầu, tiên tử vẫn không buông tha việc mời chào hàn mỗ. Hàn lập nghe xong, yên lặng cười nhẹ. Đạo hữu Tu Vi đã đến cảnh giới luyện hư hậu kỳ đại thành, khoảng cách với hợp thể chẳng qua chỉ còn nửa bước mà thôi. Nếu không thì cũng không thể nào dễ dàng chém giết đám ma bức kia được. Tu Vi đạo hữu kinh người như vậy lại cộng thêm là tán tu, bất cứ gia tộc nào thấy đạo hữu cũng đều dốc vốn mời chào. Chúng ta bạch ra tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bạch Vân hình cười dài, không chút kiêng kỵ nói nhưng là tại hạ vẫn muốn giống như trước đây hàn mỗ tạm thời còn chưa muốn dựa vào gia tộc nào cả tại hạ tu vi đúng là đang ở bình cảnh muốn đi du ngoạn đây đó một thời gian tìm hưu vọng tiến giai ma tôn vì vậy mà trong khoảng mấy trăm năm nữa sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào chẳng qua tại hạ có thể hứa hẹn nếu sau này muốn gia nhập một thế lực nào đó nhất định sẽ nghĩ tới bạch gia đầu tiên hàn lập ngáp một cái mơ hồ trả lời hàn huynh nói lời ấy thiếp thân ghi nhớ trong lòng Bạch gia chúng ta luôn mở rộng cửa với Hàn Huynh, về phần sự việc Phúc Thiên gia tổ, trở về ta sẽ lập tức liền cho người bẩm báo một tiếng. Hàn Huynh tại nơi hoang dã đã có ân cứu mạng với chúng ta, hẳn là không thành vấn đề lớn. Bạch Vân Hinh thở dài, có một chút tiếc nuối nói. Tại hạ nghe nói muốn xuyên qua huyến khiếu sa mạc, cách tốt nhất là có một con bát túc ma tích để cưỡi, không biết Bạch gia có nuôi dưỡng loại ma thú này không? Hàn Lập cười nhẹ, bỗng nhiên biến đổi chủ đề hỏi một câu, giống như chỉ là thuận miệng hỏi bát túc ma tích hàn huynh lại muốn tìm loại này ma thú này để tiến vào huyễn khiếu sa mạc sao bạch vân huynh nghe vậy ngẩn ra có một chút bất ngờ hỏi tại hạ đích thực có ý này nếu không có thì thật là phải đi bộ qua huyễn khiếu sa mạc như vậy sẽ rất hao phí thời gian làm sao vậy chẳng lẽ bạch gia không có ma thú này hàn lập ánh mắt chợt lóe bình tĩnh hỏi ngược lại cũng có thế nhưng nếu hàn huynh muốn có một con thì sợ rằng không thể không chỉ bạch gia mà mấy đại gia tộc khác cũng sẽ không đem bát túc ma tích bán cho người ngoài bạch vân hinh hơi nhíu mày trả lời a à, sao lại như vậy nếu là vấn đề giá quá cao hàn mỗ tự thấy mình cũng có chút tích chữ có thể mang ra hơn nửa tài sản để mua một con hàn lập trong lòng không chút nào ngạc nhiên sắc mặt vẫn như thường hỏi một câu nếu là vấn đề ma thạch thì mấy đại gia tộc chúng ta cũng không có chuyện không bán cho người ngoài ma thú này thừa thất là một nguyên nhân nhưng chủ yếu nhất là do những con ma tích này trên phương diện nào đó cũng là căn bản để mấy đại gia tộc tại huyện giả thành độc vị nơi này sao có thể dễ dàng mang ra cho người ngoài bạch phân hinh do dự một chút mới thầm ý nói độc vị nơi này lời này là sao chỉ là mấy đầu ma thú cũng dính dáng đến sự tình quan trọng như vậy ư hàn lập vẻ mặt khẽ động thật có mấy phần không hiểu nguyên do trong đó tuy rằng không tính là bí mật lớn gì nhưng là trưởng bối trong tộc lại không cho phép nói ra Hàn huynh không ngại thì đợi khi gặp được Phúc Thiên gia tổ hỏi một câu. Nếu là gia tổ chủ động cho biết, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Còn về sự tình bát túc ma tích, chỉ lão tổ trong tộc mới có thể làm chủ. Bạch Vân Hinh do dự một chút, có mấy phần ngưng trọng nói: "Thì ra là thế, Hàn Mỗ muốn có được bát túc ma tích, còn cần phải hướng Phúc Thiên tiền bối thỉnh giáo rồi." Hàn lập có chút đăm chiêu nói, Bạch Vân Hinh gật gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này cự thuyền bay nhanh cuối cùng cũng tới phụ cận trên không nguyễn giả dạ thành, đồng thời độn quang chợt tắt rơi xuống phía dưới, ngừng tại một chỗ khoảng mấy chục trượng trên cửa thành. Nơi này đang có một ít ma tộc ra vào, vừa thấy phụ cận xuất hiện cự thuyền màu vàng, lập tức tản ra, đồng thời phần lớn đều lộ ra biểu tình kính nể. Dường như những này ma tộc ở đây cũng đều nhận ra lai lịch cự thuyền. Lúc này, Hàn Lập cùng người của Bạch gia từ cự thuyền hạ xuống. Bạch Vân Hinh đơn thủ chợt bấm quyết, cự thuyền quang mang chợt lóe thu nhỏ vô số lần, hóa thành một đạo hoàng quang dài chừng một thước, chợt lóe lên tức thì biến mất trên người nàng. Đám người bạch ra bao gồm bạch phân hình, lập tức hưng phấn lao thẳng đến cửa thành. Dẫu sao mọi người rời nhà lâu như vậy, bây giờ có thể bình an trở về, tự nhiên nỗi nhớ nhà trào lên. Hàn lập trên mặt trước sau nở một nụ cười nhạt, xen lẫn trong trong đám người, dáng vẻ không chút bắt mắt. Cửa thành có mười mấy tên vệ sĩ thân mặc chiến giáp, vừa thấy đám người bạch phân hình, lập tức có mấy người ra đón, đồng thời cung kính ra mắt ân cần thăm hỏi, sau đó rẽ ra để lộ một con đường cho đám người bạch gia tiến vào thành. Những ma tộc nơi đấy đối với việc này lại không chút phật lòng, hiển nhiên hàng ngày đã sớm quen loại tình hình này. Bạch Vân Hinh hơi gật đầu, cũng liền dẫn đội đi vào trong thành. Vừa tiến vào cửa thành, trước mặt Hàn lập lập tức xuất hiện từng tòa phòng ốc màu vàng đất hoặc vuông hoặc tròn chi chít rậm rạp, phòng ốc này trông như cái bao đất không cách nào nhìn thấy điểm cuối. Xung quanh những phòng ốc này là những con đường bao quanh, so với thành chỉ bình thường dường như hơi nhiều đường một chút. Mà trong đám phòng ốc này, thỉnh thoảng có mấy tòa cao lên rất nổi bật, hoặc là hình dạng cự tháp, hoặc là lầu các cao tới mười mấy tầng. Hàn lập ánh mắt quét qua một lượt, lập tức thu trở về. Thành này chẳng những có cấm không cấm chế, lại dường như còn bố trí cấm chế hạn chế thần niệm cực kỳ lợi hại, cho dù thần niệm cường đại như hắn cũng chỉ có thể quét ra mấy dặm, xa hơn nữa liền mơ hồ không rõ. Đương nhiên đây không phải là Hàn Lập thật không cách nào tỏa thần niệm ra xa hơn, mà là làm như vậy, khẳng định sẽ kích phát những cấm chế này, do đó bại lộ tu vi chân chính lúc này đám người bạch ra đang đi trên đường trong thành lập tức đứng tại chỗ không tiến lên nữa hàn lập đuôi mày khẽ động nhưng cuối cùng không dò hỏi cái gì kết quả một lát sau thấy vài chiếc xe được mười mấy con ma thú tựa như lộc mà không phải lộc tựa như mã mà không phải mã kéo xe phát ra những tiếng ầm ầm xuất hiện trên đường giống như một cỗ cuồng phong ủa tới trước mặt đám người hàn lập ngừng lại tại chỗ thú xe chợt nghiêng một chút lộ ra một chữ bạch viết bằng cổ văn to như cái đấu được viết bên ngoài xe, trên xe mỗi bên một tên nam tử thân mặc áo da thú đang điều khiển ma thú. Tham kiến phu nhân, tiểu nhân phụ mệnh lão ra tới đón phu nhân về nhà. Một tên đại hán da thịt đen nhánh dẫn đầu đoàn xe ma thú nhảy xuống, hướng Bạch Vân Hinh thi lễ sâu một cái, kính cẩn dị thường nói. Ta biết rồi, Hàn Huynh hiện tại thật không tính toán đi tới Bạch ra sao. Cho dù Hàn Đạo Hiếu hiện tại không gia nhập bản tộc, nhưng tìm một chỗ ở cho đạo hữu vẫn là sự tình dễ như trở bàn tay. Nếu là ở tại trong tộc, nói không chừng lập tức có thể thấy được lão tổ đó. Bạch Vân Hinh hướng đại hán khoát tay, lại quay người hướng hàn lập cười duyên nói. Không cần, Bạch Tiên Tử vừa mới về tộc, sợ rằng có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, tại hạ cũng tính toán ở trong thành trước tiên tham quan mọi nơi đã, ngày khác tại chính thức đến nhà bái phòng. Hàn lập khe khẽ mỉm cười, chợt chắp tay nói, nếu hàn huynh tâm ý đã định, thiếp thân cũng không nói thêm cái gì. Miếng ngọc bài này vật tùy thân của ta, đạo hữu cứ cầm lấy là được. Khi nào đạo hữu muốn tới, chỉ cần lấy miếng ngọc bài này ra liền có thể trực tiếp đến bạch ra tìm thiếp thân, mà không bị người khác ngăn cản ở ngoài. Bạch phân Hinh lộ ra vẻ đáng tiếc, đơn thủ chợt cuộn tròn lại, giữa ngón tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một khối ngọc bài xanh thăm thẳm, đồng thời cổ tay run lên ném qua chỗ Hàn Lập. Hàn Lập không khách khí nhận lấy ngọc bội, đồng thời cúi đầu nhìn lướt qua ngọc bội này dường như không phải là ngọc thạch bình thường luyện chế mà thành óng ánh lại mơ hồ có một ít tơ máu trộn lẫn trong đó mặt ngoài khác một bộ cung nữ phi thiên đồ mà hình dạng cung nữ lại có mấy phần giống bạch phân hinh hàn lập trong lòng khẽ động gật gật đầu liền đem ngọc bài thu lại sau một lát thời gian đám người bạch ra phân ra lên mấy chiếc thú xe lập tức ẩm ẩm chạy trên đường phố hàn lập mắt thấy thú xe đi khuất tức thì tay áo run lên lập tức xoay người hướng một con đường lớn khác bước đi trong chớp mắt liền mất hút trong đoàn người ma tộc. Huyễn giả thành tuy rằng không có tồn tại thánh tổ tỏa chấn, nhưng có thể tụ tập hơn 10 ma tôn tại một thành, tại ma giới tự nhiên cũng có chút danh tiếng, cao dai ma tộc nhiều hơn xa cử thành bình thường. Thành này khác hẳn huyết nha thành lúc trước, các loại kiến trúc nhiều vô số, vượt xa sự tưởng tượng của Hàn Lập. Chẳng những có cửa hàng tài liệu, cửa hàng luyện khí bình thường, lại có cả ma quán chuyên môn truyền thụ ma công bình thường, đông đảo ma tộc thấp dai ra vào như kiến trong quán điều này khiến cho hắn không khỏi có một chút hiếu kỳ. Ma quán này cũng giống như đạo quán ở linh giới chuyên môn truyền thụ pháp thuật cơ bản, mà tộc vậy mà cũng có một nơi như vậy, lại dập khuôn giống hệt như đạo quán linh giới. Hàn lập đi qua một cửa tháp quanh đó, mặt ngước lên thấy một cái bảng hiệu bên trên, nhìn lướt qua lập tức trên mặt lóe lên biểu tình kinh ngạc. chương 2047, Vạn Nô Tháp Tấm bảng hiệu đề ba chữ rõ ràng, Vạn Nô Tháp Hàn lập lần đầu tiên nhìn thấy loại cửa hiệu này, hơi trầm ngâm, rồi trên mặt lộ ra vẻ hứng thú hướng đại môn cự tháp đi đến. Vừa tiến vào cửa cự tháp, ập vào mắt hắn là một điện phủ tráng lệ. Hai bên có hơn 10 thiếu nữ ma tộc mặc cung trang màu bạc mỉm cười đón chào. Mà ở trung tâm điện phủ có một cái bàn trong suốt bên trên đặt rất nhiều mỹ ngọc. Một gã trung niên nam tử mặc trường bào màu đen đang cùng mấy người thị nữ tiếp chuyện ba khách nhân ma tộc, nói cười rất vui vẻ. Hàn Lập còn chưa kịp nhìn kỹ, người trung niên nam tử kia ánh mắt đảo qua Hàn Lập một cái, lập tức dùng mình xin lỗi khách nhân trước mặt một tiếng, rồi đi thẳng đến chỗ Hàn Lập. Bái kiến tiền bối, vãn bối có thể giúp được gì cho tiền bối không? Trung niên nam tử đến bên cạnh liền cúi đầu cung kính hỏi. Vị trưởng quầy này là một nam tử ma tộc chỉ có tu vi hóa thần, vừa mới cảm ứng được khí thức luyện hư cường đại của Hàn Lập nên không dám chậm chế tiếp đón. Vạn nô tháp này là buôn bán cái gì vậy? Loại cửa hàng như thế này ở thành trì khác ta cũng chưa từng thấy qua. Hàn lập nhìn trung niên nam tử phía trước nước mắt một cái, thản nhiên nói một câu: Tiền bối chắc là lần đầu tiên tới Huyễn Dạ Thành rồi. Vạn nô tháp này đích xác rất ít xuất hiện ở thành trì bình thường, bản tháp chuyên môn buôn bán nô lệ cùng một ít ma thú. Trung niên nam tử trả lời: Nô lệ, ma thú. Hàn lập nghe vậy, thần sắc hơi động. Không sai, mấy vị khách nhân kia chính là đến mua vài nô lệ. Tiền bối nếu cảm thấy hứng thú, có thể chọn lấy mấy nô lệ vừa mắt ở đây mang đi. Về phần ma thú, bản tháp chỉ có một chút loại bình thường, e rằng tiền bối quá nửa là sẽ không để ý. Trung niên nam tử tươi cười nói: "Hàn Mỗ nếu đến vậy cứ đi xem một lượt trước đã." Hàn Lập hai mắt nhíu lại cân nhắc một lát, liền chậm rãi đi tới. "Vậy được, để vãn bối dẫn tiền bối đi xem." Trung niên nam tử lập tức ngoắc tay với mấy thị nữ đang tiếp chuyện ba gã ma tộc, lập tức liền hiểu ý dẫn ba gã ma tộc kia đi cùng, sau đó mới cung kính mời Hàn Lập đi tới một truyền tống trận đơn giản ở góc điện phủ. Ba gã khách nhân kia có hai nam một nữ chừng hơn 20 tuổi, nam thì anh Tuấn nữ lại thước tha tú lệ, nhưng chẳng qua chỉ có tu vi nguyên anh kỳ nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt có chút tò mò đánh giá, vậy mà lại không lộ ra chút nào sợ hãi. Hàn Lập gặp tình hình này, thản nhiên quét mắt nhìn bọn họ một cái liền thấy ở một góc tay áo mấy người này thêu một chữ chữ màu bạc. Chẳng lẽ là người chữ ra, hắn thầm nghĩ ngợi nhưng trên mặt không lộ ra chút khác lạ nào. Lúc này hai người đã bước vào truyền tống trận, trung niên nam tử lập tức đánh ra một đạo pháp quyết vào pháp trận lập tức bạch quang chợt lóe lên, mấy người nháy mắt được truyền tống đi nơi khác. Ngay sau đó, ở một truyền tống trận tương tự trên một tầng của cự tháp, chấp lên mộ cái đã lờ mở hiện ra mấy đạo nhân ảnh. Đám người Hàn Lập hiện ra, Hàn Lập mở hai mắt, lập tức hướng bốn phía nhìn qua. Bố trí nơi đây cùng tầng thứ nhất hoàn toàn bất đồng. Xuất hiện ở trước truyền tống trận là một tảng đá hẹp dài, hai bên tảng đá có khắc ma văn rậm rạp, rõ ràng có cấm chế ở tảng đá này mà nhìn ra xa xa bên ngoài mơ hồ thấy được một cánh cửa lớn màu vàng, bên ngoài có hai gã vệ sĩ cả người mặc giáp đứng yên như tượng gỗ ở hai bên cửa. Hàn lập thần niệm đảo qua trên người vệ sĩ, trên mặt lại hiện lên vẻ bất ngờ. Hai tên vệ sĩ này không có chút hơi thở sinh mệnh nào, chính là hai khôi lỗi lạnh như băng mà thôi. Trung niên nam tử cũng không trần chờ gì, vừa đi ra truyền tống trận lập tức dẫn đám người hàn lập đi tới cạnh cánh cửa lớn màu vàng kia. Lúc này, hai khôi lỗi trước cửa giống như nhận thấy điều gì khẽ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người, đồng thời giáo ở trong tay để ngang trước ngực, dường như không cần biết là kẻ nào, chỉ cần tới gần sẽ lập tức tấn công. Trung niên nam tử thấy vậy thần sắc không hoảng hốt, tay vừa lật bỗng nhiên trên tay có một thiết bài tỏa ra ma khí nồng đậm, lập tức giơ thiết bài ra phía trước đồng thời miệng niệm một câu chú ngữ ngắn gọn. Trong mắt hai gã khôi lỗi hàn quang chấp động, trong nháy mắt thu liếm lại khí thức đồng thời giáo trong tay cũng hạ thấp, một lần nữa trở về bộ dáng vật chết như vừa rồi. Ba nam nữ ma tộc kia đối với việc này cũng không chút ngạc nhiên, hai mắt Hàn Lập Lam mang nhẹ chấp cẩn thận đánh giá hai cỗ khôi lỗi vệ sĩ, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Hai cỗ khôi lỗi này cấp bậc hình như không thấp, nguyên anh tu sĩ bình thường chỉ sợ không làm gì được chúng. Nhưng là thủ pháp luyện chế khôi lỗi này cũng có gì đó kỳ lạ, cùng với thủ pháp bình thường bất đồng, không biết có phải do quý tháp luyện chế, hay là mua ở nơi khác. Thông tin về ma giới mà hắn thu thập được lúc trước thì hai cỗ khôi lỗi này rõ ràng không phải là thủ pháp luyện chế bình thường trong ma giới truyền lưu. Bọn chúng cả về thủ pháp luyện chế và tài liệu làm ra đều rất đơn giản mà, nhưng lại luyện chế ra khôi lỗi thực lực cũng không tồi. Điều này làm cho Hàn Lập lưu ý vài phần. Ha ha, tiền bối cảm thấy hứng thú với hai cỗ ma tinh khôi lỗi này sao? Phương pháp luyện chế bọn chúng đích xác không giống khôi lỗi bình thường, không những không thể bị nguyên thần ký phụ thúc dục, lại có thể sử dụng pháp khí pháp quyết để tấn công hay làm một số việc đơn giản. mà tình khôi lỗi này là bí thuật luyện chế độc môn của bản tháp địa phương khác không có bán. nhưng nếu tiền bối muốn thì không phải là không thể thương lượng. trung niên nam tử đảo mắt một cái, miệng cười trả lời. Ồ, mà tình khôi lỗi, ta thật là có hứng thú, nhưng việc này để khi quay về nói sau cũng được. hàn lập lại nhìn hai cỗ khôi lỗi một lượt, đem ánh mắt thu lại thản nhiên nói, trong lòng hơi có suy nghĩ. vâng vậy vãn bối mở cửa dẫn tiền bối đi trước trung niên nam tử trong lòng hơi chút thất vọng nhưng vẫn tươi cười trả lời tiếp theo hắn bước vài bước đến cánh cửa lớn màu vàng phía trước lấy thiết bài giặt lên trên cánh cửa đương một tiếng cánh cửa liền tự mở ra bên trong chấp lên vầng ánh sáng trắng ngà trung niên nam tử lui qua một bên tạo thành tư thế cung kính mời hàn lập mặt khác ba gã ma tộc đi cùng ngay cả khi xuất thân chữ gia nhưng đối với hàn lập cảnh giới vượt quá xa mình cũng không dám làm ra hành động bất kính gì, chỉ là mặt có một chút dị sắc đứng nguyên tại chỗ. Hàn lập cũng không khách khí gật đầu, liền bước vào cánh cửa lớn kia. Bên trong từng pháp trận lớn nhỏ khác nhau rõ ràng hiện ra, hình thành mười mấy cột sáng hình trụ màu trắng ngà, trong mỗi cột sáng lại nhốt một người nam hoặc nữ ma tộc ăn mặc không đồng nhất. Không kể là nam hay hữu già hay trẻ, da thịt trên mặt đều chấp động ma văn, rõ ràng trên người đã bị gieo xuống một tầng cấm chế những nam nữ trong quầng sáng này tu vi cũng không cao cao nhất chỉ tới kết đan kỳ thấp hơn thì thậm chí là luyện khí kỳ mà thôi ngươi hãy làm chuyện của mình đi ta ở chỗ này xem xét một chút đã mắt thấy trung niên nam tử muốn mở lời giới thiệu gì đó hàn lập khoát tay chặn lại nói một câu rồi cứ như vậy đứng nguyên một chỗ đánh giá đám nô lệ ma tộc này vậy vãn bối trước hết giới thiệu một chút cho mấy vị khách nhân này trung niên nam tử nghe vậy tự nhiên không dám nhiều lời lập tức đáp ứng mấy vị đạo hiếu nếu muốn mua nô lệ thì mấy người trong cột sáng kia hẳn là đủ rồi bọn họ là thổ âm tộc trong chỗ sâu huyễn khiếu sa mạc chẳng những trời sinh tinh thông ma công thổ thuộc tính hơn nữa sau khi thành niên nam thì anh tuấn nữ thì mỹ mạo càng quan trọng là trong đây có mấy tên tiềm lực tư chất cũng khá tốt chỉ cần chú trọng bồi dưỡng về sau tiến giai nguyên anh cũng là việc dễ dàng thậm chí còn có một chút hy vọng tiến giai hóa thần trung niên nam tử đi đến bên cạnh một cột sáng ngẩng mặt cười nói với ba người chữ gia Hàn Lập nghe thấy huyễn khiếu sa mạc mấy chữ, cũng theo bản năng nhìn về cột sáng trung tâm nhốt mấy tên thổ âm tộc kia một cái. Chỉ thấy có khoảng 8 thiếu nam thiếu nữ thân mặc da bào, tuy rằng tóc tai tán loạn, nhưng vẫn có thể nhìn ra phần nào bộ dáng, tu vi đều ở chút cơ kỳ, chỉ là thần sắc hơi có chút huệ hoài. Thổ âm tộc nhân, đích thật ở quý tháp rất ít nhìn thấy, nhưng là tư chất những người này có thật như các hạ không. Thiếu nữ chữ ra hai má hồng nhạt xinh xắn, xem xét đám nam nữ trong cột sáng có chút hoài nghi hỏi hắc hắc, chư vị nếu không tin lời ta, hay là tự mình kiểm tra thực hư cốt linh bọn chúng đi. Mới từng này tuổi đã trúc cơ thành công, chẳng lẽ còn không thể nói lên tư chất của bọn chúng sao? Trung niên nam tử thập phần tự tin trả lời, không chắc, nói không chừng quý tháp cho bọn chúng dùng đan dược kích thích tiềm lực. Nữ tử dung nhan tú lệ của chữ gia kia, lại thản nhiên cười nói. Đan dược kích thích tiềm lực, vật có giá trị xa xỉ như vậy bản tháp sao có thể dễ dàng cấp cho nô lệ dùng huống hồ cho dù ăn vào loại đan dược này cũng khẳng định rằng có dấu vết lưu lại tại hạ làm sao có thể chỉ vì chút lợi nhỏ ấy mà đắc tội người chữ gia nếu là vừa ý mấy vị đây chỉ cần giao đủ ma thạch lập tức có thể đem đám thổ âm tộc nhân đi trung niên nam tử cười khổ một tiếng trả lời ba người nam nữ chữ gia nghe xong lời này cũng cảm thấy có lý liếc mắt lẫn nhau không hề chất vấn về tư chất đám thổ âm tộc này nữa mà cùng trung niên nam tử ngã giá chỉ sau thời gian uống một chén trà mấy người rốt cuộc đàm phán xong giá cả lúc này nữ tử chữ ra kia liền giao ra ma thạch đem đám nô lệ thổ âm tộc dẫn ra ngoài cột sáng theo thị nữ dẫn đường ra khỏi cửa lớn tiền bối đối với đám nô lệ này có vừa ý hay chăng nếu thấy không hài lòng vãn bối có thể mang tiền bối đến nơi khác xem một chút nói không chừng có tiền bối lại thấy vừa ý trung niên nam tử thấy hàn lập không nói tiếng nào vẫn đang đánh giá nô lệ trong cột sáng lúc này liền tới bên cạnh cung kính hỏi không cần ta có thói quen một mình độc hành có thể không cần nô lệ. Hay là người dẫn ta đi xem nơi bán ma tinh khôi lỗi của quý tháp đi. Hàn lập đem ánh mắt thu lại, thần sắc không đổi trả lời. chương 2048, nữ nô, nếu tiền bối không muốn ở đây, vậy vãn bối sẽ đưa tiền bối đến một tầng khác để trực tiếp xem xét khôi lỗi vậy. Nam tử trung niên vừa nghe Hàn lập nói vậy liền ngoan ngoãn đáp ứng. Sau đó hắn rời khỏi gian phòng này, đồng thời sử dụng thiết bài trong tay đóng đại môn lại trong nháy mắt, lại lần nữa đi về phía tòa truyền tống pháp trận kia. Hàn Lập im lặng đi theo ngay đằng sau, vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Khi hai người sắp bước vào truyền tống trận, đột nhiên phía trước vang lên tiếng vù vù, bạch quang lóe lên, sau đó trong pháp trận bỗng xuất hiện một vài bóng người. Nam tử trung niên thấy cảnh này liền hơi sửng sốt, ánh mắt lướt về phía pháp trận một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Vài bóng người này chính là bốn tên vệ sĩ ma tộc mặc chiến giáp màu đen, một lão già mặc cẩm y và một thiếu nữ hoàng sam. Sắc mặt lão già Cẩm Y khô vàng, khuôn mặt âm trầm, có tu vi hóa thần, còn thiếu nữ Hoàng Sam thì có một khuôn mặt tròn trịa, vô cùng xinh đẹp, có tu vi kết đan kỳ. Chỉ có điều trên người thiếu nữ có tầng tầng ma văn màu đen như ẩn như hiện, thần sắc lãnh đạm, bộ dáng như bị cấm chế tu vi, xem ra là một tên nô lệ mới được đưa đến đây. Sau khi Hàn Lập hướng thần niệm về phía thiếu nữ tùy ý đảo qua, con mắt không khỏi nhíu lại, trên mặt khẽ biểu lộ vẻ khó có thể tin được. Mà đúng lúc này lão già cầm y ở phía trước cũng nhìn thấy nam tử trung niên ở phụ cận, ánh mắt trầm xuống, như cười như không lên tiếng chào hỏi. Thì ra là phương trưởng quý, hẳn là đang mang khách nhân đi lựa chọn nô lệ, nếu không nhìn chúng được người nào, tiểu đệ vẫn còn một vài nô lệ mới vào cũng không tệ ở bên kia, vị khách nhân này có thể lựa chọn qua thử. Không cần, vị hàn tiền bối này cảm thấy hứng thú một chút với ma tinh khôi lỗi. Hoàng trưởng quỹ cứ đi làm công việc của mình đi, nam tử trung niên lạnh lùng trả lời, rõ ràng là có quan hệ không tốt lắm với lão già. Hàn tiền bối, thì ra là khách quý đến đây, hoàng mỗ rõ là thất lễ rồi. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú với khôi lỗi như vậy, trong tay vãn bối có lưu lại vài cái khôi lỗi thượng phẩm, không chừng tiền bối vừa thấy liền vừa ý. Ánh mắt của lão già đào qua trên người Hàn Lập, sắc mặt hơi thay đổi nhưng chỉ trong nháy mắt vẻ mặt đã trở nên tươi cười thi lễ. Hoàng trưởng quý, lời ngươi nói có ý gì? Hàn tiền bối là khách do ta tiếp đãi, trong tay ta cũng cất giữ không ít ma tinh khôi lỗi, đương nhiên sẽ đưa hàn tiền bối đi lựa chọn. Xem ra có vẻ hoàng trưởng quỹ còn bận biểu công việc của mình, trước tiên cứ đem những tên nô lệ mới tới này, ô, tên nô lệ này vậy mà không có một chút ma khí nào trên người, nàng không phải là người của thánh giới chúng ta. Vẻ mặt nam tử trung niên trở nên khó coi, vừa ngắt lời của lão già cẩm y nhưng khi ánh mắt vừa đảo qua thiếu nữ hoàng sam, trong nháy mắt vẻ mặt đã biến thành kinh ngạc. Kha kha, bây giờ phương trưởng quỹ mới nhận ra sao? Cô gái này quả thật không phải là nô lệ bình thường, ta đã tốn rất nhiều tâm tư mới có thể giành được, còn có trọng dụng khác. Cụ thể mọi chuyện như thế nào, chờ hoàng mỗ rảnh rỗi sẽ nói chuyện với triệu huynh. Chỉ có điều về phần ma tinh khôi lỗi, mặt hàng này trong tay người ta còn không rõ sao, lừa bịp một vài tên nguyên anh còn được. Nhưng nếu mang ra cho hàn tiền bối xem như ngươi nói, chỉ sợ căn bản không thể đập vào mắt. Hoàng trưởng quỹ ngáp một cái, cũng không thèm nói thêm về thiếu nữ, trái lại tiếp tục vô cùng niềm nở nói với hàn lập họ hoàng ngươi nam tử trung niên vừa nghe xong gân xanh trên trán nổi lên tức giận tình nói gì đó nhưng đúng lúc này hàn lập giơ tay cản lại trước người đồng thời nói với lão già cẩm y một câu khiến mọi người ở đây đều trở nên ngẩn ngơ chuyện ma tinh khôi lỗi hãy để sau cô gái này bán như thế nào ta muốn nàng hàn lập chỉ tay về phía thiếu nữ hoàng sam trên mặt hiện ra vẻ hơi kỳ quái xem ra tiền bối vừa ý với nàng nhưng vãn bối xin thứ lỗi không thể đáp ứng được nàng đã có người nhìn chúng từ trước, không thể bán cho tiền bối được nữa. Khóe miệng lão già cẩm y hơi giật giật, vội vàng cười xòa nói. Thế nào, vạn nô tháp cũng có thể định đoạt trước nô lệ hay sao? Hàn lập trước mắt, không để ý đến lão già mà quay đầu thản nhiên hỏi nam tử trung niên một câu. Nô lệ của bản tháp đều là tiền trao giao hàng, tuyệt đối không hề có việc định đoạt trước. Hoàng trưởng quỹ, nếu tiền bối nhìn chúng cô gái này thì bán cho tiền bối có sao đâu chẳng lẽ còn sợ hàn tiền bối không giao đủ ma thạch hay sao nam tử trung niên trừng mắt bất thình lình cười cười nói với lão già ngươi nói thật đơn giản cô gái này chính là người tiền bối triệu văn hảo muốn làm sao ta có thể tùy tiện giao ra được chẳng lẽ ngươi muốn chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả của việc này hay sao lão già cẩm y không hề tức giận trả lời cái gì là nô lệ mà triệu tiền bối muốn nam tử trung niên nghe vậy liền hít một ngụm lương khí ánh mắt lướt qua người thiếu nữ trên mặt đột nhiên lộ vẻ trần trừ ai là triệu văn hảo chẳng lẽ là người của triệu gia hàn lập nhíu chân mày bình tĩnh hỏi hàn tiền bối triệu tiền bối chẳng những là người của triệu gia còn là thế hệ đứng đầu triệu gia chỉ vì một tên nô lệ kết đan kỳ mà kết thù hận thật sự không phải là một hành động sáng suốt nam tử trung niên do dự một chút mới gượng gạo cười thuyết phục đứng đầu triệu gia vậy hơn phân nửa cũng là tu sĩ luyện hư nhưng bất kể người nào muốn cô gái này Bây giờ ta đã quyết định phải có nàng rồi. Nếu hắn có ý kiến gì, sau này cứ việc tới tìm ta." Trong mắt Hàn Lập lộ ra một chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi cân nhắc một lát liền không chút khách khí cười lạnh nói. Nam tử trung niên cùng lão già Cẩm Y vừa nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Khi nam tử trung niên muốn nói gì đó nữa, Hàn Lập đột nhiên bước một bước về phía trước, cũng không biết bằng cách nào mà chỉ lóe lên rồi xuất hiện ở giữa bốn tên vệ sĩ ma tộc, một cánh tay khẽ cử động liền nắm lấy cánh tay của thiếu nữ Hoàng Sam sau đó thân hình lại trở nên mờ nhạt nhoáng một cái đã mang theo thiếu nữ trở lại vị trí ban đầu cả quá trình cũng chỉ khoảng thời gian một lần hô hấp là hoàn thành động tác của hàn lập giống như quỷ mị tiền bối có ý gì chẳng lẽ muốn đoạt lấy nô lệ của bản tháp hay sao cho dù hàn tiền bối có tu vi luyện hư kỳ nhưng bản tháp cũng không phải là không có cường giả tọa chấn thấy cảnh này lão già cầm y đầu tiên là ngẩn ra lập tức hoảng sợ kêu lên bốn tên vệ sĩ ma tộc ở bên cạnh cũng cuống quyết nâng binh khí trong tay lên vẻ mặt trở nên đề phòng nam tử trung niên đứng bên cạnh hàn lập cũng rét run trong lòng mà vội vàng lùi lại hai bước miệng mấp máy gì đó nhưng cuối cùng lưỡng lự không nói gì nữa còn thiếu nữ hoàng sam thì ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn về phía hàn lập vẻ mặt có phần mù mờ hàn lập trước sau không hề để ý đến lời đe dọa của lão già trái lại một luồng pháp lực trong cơ thể khẽ động nháy mắt đã thông qua cánh tay tiến vào trong cơ thể thiếu nữ hoàng sam lướt qua một vòng sau đó lập tức thu về chỉ có điều vẻ kỳ lạ trong mắt rốt cuộc không cách nào che giấu được đúng là không nhìn lầm quả thực không giả câm miệng cho ta nếu ngươi không thể quyết định như đã nói ta đương nhiên sẽ tìm ra người có thể làm chủ hàn lập thì thào hai câu ánh mắt chấp động đột nhiên hừ lạnh một tiếng trên người bỗng nhiên bộc phát một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ khí thức mạnh mẽ khiến hai gã ma tộc hóa thần kỳ cảm thấy như có cuồng phong trước mặt, nháy mắt đã bị một luồng cự lực đẩy ra xa vài chục trường. Hai tiếng ầm ầm vang lên, sau khi hai người bọn họ chạm lưng vào vách tường dày của tháp mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình, chỉ có điều sắc mắt đã trở nên vô cùng tái nhợt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Về phần bốn tên vệ sĩ ma tộc kia, trong nháy mắt liền ngã quỵ xuống, bị khí thức cường đại trực tiếp ép lên trên mặt đất, không cách này đứng dậy nổi. Thiếu nữ hoàng sam bên cạnh được hàn lập cố ý bảo vệ, căn bản không chịu ảnh hưởng chút nào song khi nhìn thấy cảnh tượng khó có thể tưởng tượng này trước mắt đương nhiên cũng tỏ vẻ trợn mắt há hốc mồm khí thức trên người hàn lập tiếp tục điên cuồng bành trướng cuối cùng bao phủ cả tòa cự tháp vào bên trong bị luồng khí thức kinh khủng này xông đến những cấm chế bố trí khắp nơi trong tháp đều không ngừng chấn động một vài nơi yếu kém trực tiếp phát ra tiếng cảnh báo chói tai với động tĩnh lớn như vậy nhiều ma tộc cao dài đương nhiên đều bị kinh động đang ngồi trong một gian mật thấp ở tầng cao nhất của cự tháp hai lão già ma tộc vừa cảm ứng được khí tức đột một xuất hiện, ngay lập tức như lửa cháy đến mông nhảy dựng lên, không nói hai lời độn quang lóe lên, trực tiếp độn ra khỏi mật thất. Một lát sau, trước mặt Hàn Lập bỗng nhiên nhiều ra thêm hai lão già ma tộc tu vi luyện hư kỳ, dưới ánh mắt khó có thể tin được của hai gã trưởng quỹ trong tháp, hai lão già cung kính thi đại lễ với Hàn Lập, miệng không ngừng gọi ma tôn tiền bối. Mà Hàn Lập cũng đã thu lại khí tức cực kỳ khủng bố vừa rồi, chỉ có điều lại lạnh lùng nhìn về phía hai tên ma tộc luyện hư vừa mới xuất hiện trước mặt, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói với thiếu nữ Hoàng Sam ở bên cạnh. Ta nhìn chúng cô gái này, muốn mua nàng, hai vị không có ý kiến gì chứ, đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu ma tôn đại nhân nhìn vừa ý với cô gái này, tự nhiên đó là may mắn trời ban của nàng. Bản tháp xin tặng cho tiền bối người này, tuyệt đối không dám thu một viên ma thạch nào. Lão già một sừng trong hai người không chút do dự nói. Người bên cạnh cũng cuống quyết gật đầu đồng ý. Trước kia hai người này cũng từng được gặp ma tôn của ma tộc, đương nhiên biết những vị hợp thể này đều là những lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm rồi, đa phần tính tình đều gàn dở vô cùng, tuyệt đối không dám tỏ ra sơ suất chút nào. Hắc hắc, chỉ là một chút ma thạch, chẳng lẽ bổn tỏa không thể xuất ra nổi sao? Các ngươi cứ cầm lấy, đừng nói bổn tỏa ép mua ép bán. Mặt khác, ngoài chuyện này, ta vốn còn có một việc khác muốn thương lượng một chút với hai vị. Hàn lập cười hắc hắc, tay áo run lên, tức khắc một cái vòng chữ vật đã chuẩn bị đủ ma thạch bay về phía trước. Nếu ma tôn đại nhân còn có chuyện cứ việc phân phó. Nếu hai người vãn bối có thể làm được, tuyệt đối không dám từ chối. Lão già một sừng chụp lấy chiếc vòng vào tay, không dám trả lại nên đành ôm vào lòng, nói tiếp: "Việc này hãy để sau này bàn đến, hiện giờ ta còn có chuyện quan trọng khác cần xử lý một chút. Hy vọng lần sau khi đến đây, quý tháp có thể làm ta vừa lòng." Vẻ mặt Hàn Lập hơi đổi, sau đó lắc đầu nói. Vừa dứt lời, hào quang đen kịt ngoài thân Hàn Lập bừng sáng, sau đó đảo qua bên cạnh rồi cuốn thiếu nữ Hoàng Sam vào đó trong nháy mắt. Độn quang bùng lên, một đạo kinh hồng nhanh như chớp lao về phía vách đá của tòa tháp. Một tiếng nổ vang lên, cấm chế trên vách đá chấn động vài lần rồi bị kinh hồng dễ dàng xuyên thủng qua, lóe lên một cái rồi biến mất dạng. Hai lão già luyện hư ma tộc thấy cảnh này không khỏi cười khổ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn nhau chương 2049, Tố Nữ Công. Tuy rằng vạn nô tháp có lai lịch rất lớn, cao tầng cũng không thiếu trưởng lão cấp ma tôn, nhưng tại huyễn giả thành lại không có loại tồn tại cường đại như thế tỏa chấn. Vì vậy mà hai lão giả luyện hư kỳ ma tộc này mặc dù trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng quyết không muốn đắc tội với vị hàn lập vẫn còn chưa biết lai lịch cụ thể kia. Theo một khía cạnh khác mà nói, một tên ma tôn không biết nguồn gốc so với lão tổ của tứ đại gia tộc lại càng làm cho bọn họ e ngại mấy phần. Khởi bẩm hai vị hộ pháp, nữ nô vừa rồi là nô lệ do triệu gia gia chủ đặt mua trước quý tháp lại cứ như vậy để cho vì tiền bối này mang đi sợ rằng tiểu nhân khó mà ăn nói được với triệu gia cẩm y lão giả tại lúc hàn lập rời khỏi liền cuống quyết hướng hai lão giả luyện hư ma tộc kêu khổ không ngừng là nữ nô mà triệu văn hảo muốn triệu gia đích thực không dễ dàng trêu chọc chẳng lẽ ngươi đã thu tiền cọc của hắn lão giả một sừng nhướng mày hỏi không hẳn thế nhưng là mấy tháng trước triệu văn hảo tự mình đến bản tháp nói rõ rằng muốn mua một nhân tộc nữ nô trẻ tuổi kết đan trở lên, đồng thời bày tỏ lòng thành đã giao ra một lượng cực lớn ma thạch. Sự tình đặt ma thạch trước để tìm mua nô lệ ở bản tháp cũng là việc bình thường, trước đây cũng không phải không có tiền lệ. Cẩm Y lão giả vội vàng giải thích, tiền lệ là tiền lệ, nếu đã thu tiền cọc của hắn rồi, nữ tu nhân tộc kia cũng không chắc chắn phải bán cho Triệu gia. Hắn nếu không gây chuyện, thì qua một thời gian nữa lại tìm một nữ nô phù hợp cho hắn là được lão giả luyện hư còn lại vân vê tròm dâu nói. Không sai, triệu gia là khách hàng của ngươi, việc này do ngươi chịu trách nhiệm, chuyện này bất kể giá nào cũng phải làm cho triệu gia đối với bản tháp không có gì bất mãn, lại càng không thể chọc giận vị hàn tiền bối kia. Tốt rồi, hai người bọn ta phải về tiếp tục đả tỏa tính tu, sự tình trong tháp tiếp tục giao cho hai người các ngươi. Lão giả một sừng gật gật đầu nói, sau đó chào hỏi đồng bạn một tiếng, liền cùng nhau bước vào trong truyền tống trận. Xin tuân lệnh hai vị hộ pháp chi. Cẩm y lão giả nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi một chút, mà trung niên nam tử lại thầm mừng trong lòng, hai người đồng thời khom người tạo ra tư thái cung tiến hai vị hộ pháp. Được rồi, nếu vị hàn tiền bối lại đến bản tháp, các người nhất định phải kịp thời thông báo cho một tiếng, hai người bọn ta tự mình đến tiếp đái vị tiền bối này, tránh việc vị ấy tưởng lầm là bản tháp có chỗ thất lễ. Lão giả một sừng tại lúc truyền tống trận vừa kích phát, vẻ mặt mới như nghĩ tới cái gì quay đầu lại dặn dò một câu. Tuân lệnh, hai tên trưởng quầy vạn nô tháp lại cúi đầu vâng mệnh lần nữa. Bạch quang trước mắt chợt lóe, hai tên ma tộc trưởng lão luyện hư cùng lúc biến mất trong pháp trận. Hắc hắc, Hoàng Huynh lần này phải đau đầu một phen rồi. Chẳng qua theo tiểu đệ được biết, Hoàng Huynh cùng triệu gia giao tình không tồi, việc này nhất định có thể xử lý ổn thỏa. Trung niên nam tử đứng thẳng lên, lập tức hướng cẩm y lão giả khẽ cười một tiếng, thân hình khẽ chuyển cũng đã tiến vào trong pháp trận, cũng lập tức chuyển tống đi. Cẩm Y lão già tức thì sắc mặt tái xanh, đứng yên tại chỗ tự đánh giá rất lâu, sau đó mới đột nhiên giẫm chân oán hận mấy câu. Chuyện này là lão phu xui xẻo, không ngờ đang lúc định đưa nữ nô kia đi lại đụng tới một lão quái như vậy. Xem ra chỉ còn cách tự mình đến nhà giải thích với Triệu gia một chút, đồng thời lại tìm một nữ nô khác phù hợp điều kiện của hắn, nhưng cũng không phải dễ tìm như vậy. Lúc này, Hàn Lập mang theo thiếu nữ áo vàng ngồi trên một chiếc thú xa nhỏ, phía trước là một tên đánh xe đang vung roi liên tục thú xa lao đi ẩm ẩm trên đường. Hàn lập ngồi xếp bằng tại khoảng giữa chiếc xe, hai mắt khép hờ không động tính. Thiếu nữ áo vàng lại cuộn tròn lại trốn ở trong góc, dùng ánh mắt sợ hãi thỉnh thoảng len lén quan sát hàn lập không ngừng. Thiếu nữ trải qua một màn ở vạn nô tháp, tự nhiên biết hàn lập là một tên ma tôn cấp. Nhưng thấy hàn lập bề ngoài trẻ tuổi lại rất bình thường như vậy, làm cho thiếu nữ kinh nghi không thôi. Chẳng qua nói thế nào đi nữa, hợp thể kỳ đối nàng mà nói căn bản là tồn tại mà nghĩ cũng không dám nghĩ lúc này lại rơi vào trong tay loại lão quái như vậy toàn bộ những ý niệm chạy trốn của nàng đều tự tan thành mây khói thiếu nữ áo vàng vừa sợ hãi vô cùng vừa tràn đầy vẻ tuyệt vọng nghĩ tới tương lai sẽ phải đối mặt với vận mệnh đáng sợ khó mà tưởng tượng nổi hàn lập tuy rằng không hề dùng bí thuật dò xét suy nghĩ trong lòng thiếu nữ nhưng đối phương hiện tại nghĩ cái gì hắn có thể đoán ra bảy tám phần thế nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh dị thường mà trong lòng lại như có sóng to gió mạnh trong đầu không ngừng hiện ra từng khuôn mặt vui buồn hờn giận của thiếu nữ áo trắng những cái này cũng như một bức tranh có nét mơ hồ không rõ có nét lại rõ ràng thanh minh giống như vừa mới trông thấy hôm qua hàn lập ngàn năm khổ tu tâm cảnh sớm đã tính như nước lúc này lại cũng không cách nào bình tĩnh được nữa hàn lập cũng không có sử dụng bí thuật xua tan đi những thứ trong đầu ngược lại còn từ từ nhấm nháp nỗi khổ tương tư này không biết qua bao lâu thú xa cuối cùng cũng ngừng lại ngoài xe chuyển ra tiếng xa phô cực kỳ cung kính Tiền bối, địa phương mà ngài muốn đi là đây rồi. Tiền bối có muốn xuống xe không? Nếu đã đến, tự nhiên phải xuống xe. Hàn lập âm thầm hít sâu một hơi, áp đi tạp niệm trong lòng, hai mắt vừa mở trả lời một câu. Tiếp theo hắn đứng dậy, không chút hoang mang đi xuống thú xa. Thiếu nữ áo vàng tuy rằng thấy hàn lập không có nói tới mình nhưng do dự một chút vẫn cắn răng xuống theo. Thiếu nữ cũng rất thông minh, biết thân đã như cá nằm trên thớt, tự nhiên vẫn phải nhu thuận một ít mới tốt cho bản thân. Nếu mà để cho kẻ thần thông thâm sâu trước mắt không vui, thì hắn hẳn là có rất nhiều biện pháp để cho mình cầu sống không được cầu chết không xong. Hàn Lập vung tay ném cho Sa Phu một khối ma thạch sau, phóng mắt nhìn một cái, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng. Chỉ thấy trước mắt hắn là vách núi cao hơn ngàn trượng. Dựa vào vách núi là mảnh lớn kiến trúc tương tự như lầu các cùng động phủ, từng tòa từng tòa trải rộng khắp nơi trên vách núi. Mà tại vách núi gần nhất, có một tòa lầu cực lớn cao tới mấy chục trượng trên đỉnh đề ba chữ thánh linh viện màu bạc cực lớn. Bên dưới tòa lầu đó bày có một mộc bàn màu đen, một ma tộc đang nằm sấp trên đó, ma tộc này có mái tóc xám trắng dường như tuổi tác không nhỏ, bộ dáng đang ngủ say xưa, bên cạnh có mấy đồng tử sai vặt đứng hầu, tất cả đều yên lặng không dám làm hỏng giấc ngủ của lão ma tộc. Hàn lập ánh mắt dừng lại trên người lão niên ma tộc, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo, khóe miệng hơi giật giật. Một lát sau, lão niên ma tộc đang say giấc bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời vội vàng lớn tiếng hô không biết là vị đạo hữu nào đến thăm bản việt tại hạ không thể nghinh đón từ xa mong rằng thứ lỗi lão niên ma tộc lời nói vừa dứt liếc mắt thấy cách đó không xa hai người hàn lập cùng thiếu nữ áo vàng đang đứng tinh thần chấn động lập tức mặt tươi cười tiến lên tiếp đón chỉ sau thời gian một bữa cơm hàn lập mang theo thiếu nữ áo vàng xuất hiện trong một tòa lầu cắt xây trên vách núi đá lầu cắt này giống như treo trên bầu trời một nửa nhập vào trong vách đá một nửa lộ ra bên ngoài đồng thời cấm chế pháp trận bao quanh những cấm chế này một khi mở ra có thể hoàn toàn ngăn cách lầu các cùng bên ngoài, không bị bất cứ cái gì quấy dày. Nơi đây vốn là nơi đặt chân yêu thích của cao giai ma tộc độc lai độc vãng. Mà thánh linh viện này, chính là nơi cung cấp chỗ ở cho các cao giai ma tộc. Chẳng qua tiền thuê nơi này so sánh với địa phương khác ít nhất nhiều hơn non nửa, nhưng cũng cao sang hơn rất nhiều, vì vậy mà cao giai ma tộc nơi đây cũng chẳng tiếc chút tiền. Lúc này, Hàn Lập mang theo thiếu nữ vẫn chưa xem xét kỹ khối kiến trúc này, chỉ là dùng thần niệm quét qua một lượt cũng đã khá thông thuộc nơi đây khá hài lòng giao ra cho lão niên ma tộc đại thủ bút ma thạch đem nơi này tạm thời thuê một năm hiện tại hàn lập đã đem cấm chế lầu các toàn bộ mở ra đồng thời mang theo thiếu nữ đến tầng cao nhất sau đó ngồi trên một khối bổ đoàn đồng thời ra hiệu cho thiếu nữ ngồi xếp bằng đối diện thiếu nữ áo vàng mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng không dám làm trái điều gì nhu thuận nghe theo lúc này tay áo hàn lập dung lên điểm ra một chỉ ngay lập tức mấy chục trận kỳ hướng bốn phía bắn ra, lóe lên tức thì hư không xung quanh đã không còn thấy bóng dáng. Một lát sau, một màn sáng xanh thẳm hiện ra, đem cả tầng lầu các bao phủ vào trong đó. Lúc này, Hàn Lập mới yên tâm khẽ mỉm cười với thiếu nữ, một tay đột nhiên vỗ vào hư không. Phi phi một tiếng, một cỗ pháp lực cực kỳ cường đại như thủy triều từ trong bàn tay hắn phun ra, đem cơ thể thiếu nữ trong cấm chế tán đi khắp nơi. Mà trên da thịt thiếu nữ áo vàng ma văn như ẩn như hiện, khoảnh khắc kêu lên phanh phanh hóa thành từng đoàn hắc khí tan vỡ. Thiếu nữ chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể cuộn lên, nguyên bản cấm chế pháp lực một lần nữa lại xuất hiện tại kinh mạch, thiếu nữ mừng như điên lắp bắp nói. Tiền bối, người đây là, người tên gọi là gì? Hàn lập căn bản không có ý tứ trả lời, ngược lại hướng nàng khe khẽ mỉm cười, hỏi một câu. Vãn bối gọi chu quả tâm thiếu nữ áo vàng chỉ hơi hồi hộp, lập tức cho biết. Nhìn ngươi một chút khí thức ma tộc cũng không có, hẳn là thuần túy nhân tộc là tự mình tiến vào bản giới hay bị người từ linh giới đưa đến? Hàn lập tiếp tục hỏi. Vãn bối là tự mình tiến vào. Thiếu nữ áo vàng thì thào trả lời: tự mình vào. Ngươi sao vào được? lấy tu vi của ngươi cũng không thể có năng lực phá vỡ hư không. Chẳng lẽ còn có đồng bạn cùng tiến vào? Câu trả lời này làm Hàn lập có chút bất ngờ, hai mắt híp lại, nhàn nhạt hỏi một câu: không có. Vãn bối là một mình lưu lạc tới ma giới. Một mình ngươi, có chút y tứ vậy ngươi tu luyện tố nữ luân hồi công là do ai dạy? Hàn lập vẻ mặt không đổi, nhưng lại hỏi một vấn đề bất ngờ. Tiền bối cũng biết sở tu công pháp của vãn bối, đây là bộ công pháp của gia mẫu truyền thụ. Thiếu nữ áo vàng nghe Hàn lập hỏi, hơi chút do dự, liền thành thật trả lời. Dẫu sao loại sự tình như vậy, thực tại không cần phải ẩn giấu. Mẫu thân ngươi là ai, làm thế nào có được công pháp tố nữ luân hồi công? Hàn lập vẻ mặt khẽ động, có mấy phần ngưng trọng lại hỏi. Cái này, Thiếu nữ áo vàng sắc mặt khẽ biến, trên mặt hiện ra vẻ do dự.